Không, đây. Các bạn thấy slide chưa ạ? À, lớp trưởng đi, Nguyên nói đi cho. Dạ thấy rồi ạ. Ok, học này mất thời gian quá. Rồi, bạn Đỗ Nguyễn Nhật Quỳnh gì ban nãy đâu, trả lời tiếp cho cô đi. Rồi, tại vì cô không nghe thấy Quỳnh thì ha, thôi cô sẽ tiếp tục phần này ạ. Như vậy thì cái đặc điểm thuế không mang tính hoàn trả một cách trực tiếp. Các bạn lưu ý là gì ạ? Những cái hàng hóa thông thường trên thị trường thì nó sẽ được trao đổi trên cái nguyên tắc đó là ngang giá. Còn cái hàng hóa mà của nhà nước cung cấp ra nó được gọi là những cái hàng hóa công cộng, dịch vụ công cộng như là gì ạ? À, đường xá, trường, rồi y tế, rồi các cái chính sách về an sinh xã hội. Như vậy thì khi công dân, người có thu nhập cao, người có thu nhập thấp và tất cả mọi cái đối tượng thuộc cái yêu cầu mà phải đóng thuế đều sẽ phải đóng góp vào trong ngân sách của nhà nước. Và từ đó thì sao ạ? Từ đó thì từ cái ngân sách này, nhà nước sẽ chi cho những cái dịch vụ công cộng. Nhưng chúng ta, các bạn giả sử như thế này. Giả sử như trong năm 2019, trong năm 2019 thì lúc này doanh nghiệp A nộp thuế vào là ngân sách của nhà nước là 200 triệu và doanh nghiệp B thì nộp thuế vào ngân sách của nhà nước là 10 triệu thuế thu nhập doanh nghiệp. Như vậy thì 200 triệu và anh 10 triệu này nộp vào ngân sách, số tiền đó nằm trong ngân sách của nhà nước và sau này thì nhà nước lại sử dụng cái ngân sách, những nguồn tiền trong ngân sách này để đi đầu tư cho một cái về đường xá chẳng hạn. Như vậy thì khi mà cái dịch vụ công cộng này, tất cả mọi thành phần trong xã hội, trong đó có công ty A, có công ty B đều được thừa hưởng những cái dịch vụ này. Nhưng các bạn lưu ý là chúng ta được thừa hưởng cái dịch vụ đó, nó sẽ không phải là tại cái thời điểm mà chúng ta đóng thuế, mà sau đó có thể 5 năm, 10 năm sau. Và không có nghĩa rằng là khi mà chúng ta được thừa hưởng cái dịch vụ công mà nhà nước cung cấp, nó ngang bằng số tiền mà chúng ta đã nộp vào. Như vậy đó là cái đặc điểm là thuế không hoàn trả một cách trực tiếp và không đối giá. Và đây cũng là cái đặc điểm để chúng ta phân biệt đối với những cái phí hoặc là lệ phí các bạn ha. Các bạn hình dung tiếp, đó là thuế thì được dùng vào chi tiêu công, đó là nhà nước sẽ thu tiền thuế và sau đó sẽ sử dụng vào chi tiêu công các cái dịch vụ về công cộng này, đường xá, an sinh xã hội, rồi các thực hiện các cái chức năng nhiệm vụ của nhà nước như là an ninh quốc phòng. Và các bạn thấy rằng đó là gì ạ? Với những cái đặc điểm đặc trưng này của thuế thì nó sẽ giúp chúng ta phân biệt với những cái nguồn thu khác của nhà nước. Thuế mang tính chất bắt buộc và nó được thực hiện trong khái niệm chúng ta vừa nói là được thực hiện trên cái văn bản của pháp luật. Bây giờ hỏi một bạn ha. Bây giờ hỏi một bạn. Như vậy cô đang VAT là thuế gì các bạn? VAT là thuế gì ạ? Dạ Thuế thuế giá trị gia giá trị gia tăng. tăng. Đúng rồi. Hỏi Khanh đi ha. Vậy thì đây cô đang hình dung cho các bạn là đây là một cái quy trình về một luật thuế giá trị gia tăng. Chẳng hạn như thuế giá trị gia tăng thì cái nó được quy định trên văn bản pháp luật và do nhà nước ban hành, và để thể hiện được thuế giá trị gia tăng này thì nó sẽ có theo một cái thứ tự là gì ạ? À, đầu tiên là luật thuế. Giả sử như là hiện nay thì thuế giá trị gia tăng đang hiện hành nó sẽ được quy định tại luật số 13 năm 2008. Đó. Rồi bây giờ cô hỏi các bạn. Theo các bạn thì cơ quan nào ban hành luật ạ? Nhật Khanh. Cơ quan nào thì ban hành luật các bạn? Cơ quan nào thì ban hành luật các bạn ha? Nguyễn Hằng, Nhật Khanh.
Rồi, không thì bạn nào biết ạ? À, cơ quan nào thì chúng ta sẽ ban hành luật thuế ạ? Dạ, sư cô là Quốc hội. Quốc hội. Rồi, như vậy thì bạn nào vừa trả lời đấy ạ? Dạ, Nhật Quân. Được. À, Quốc hội, đúng rồi. Quốc hội thì sẽ ban hành về luật thuế. Và cô lấy ví dụ ở đây là thuế giá trị gia tăng. Thì Quốc hội sẽ ban hành về luật thuế giá trị gia tăng. Như vậy thì khi mà đọc một cái luật này, nó sẽ có các cái quy định, những cái điều luật, nhưng nó sẽ còn rất trừu tượng và rất nhiều những cái vấn đề mà chúng ta bỏ qua, chúng ta chưa thể hình dung được là nó sẽ được thực hiện như thế nào. Để giải thích cho cái luật thuế giá trị gia tăng này thì lại có một cái văn bản nữa. Đó là gì đây các bạn? Là gì ạ? NOD này là viết tắt của gì ạ? Dạ, nghị định. Nghị định. Rồi, như vậy thì theo các bạn, nghị ai, cơ quan nào dưới Quốc hội sẽ ban hành nghị định ạ? Chính phủ. Chính phủ, đúng rồi. À, giả sử như thế này ha. À, như vậy thì chúng ta sẽ có nghị định 209 chẳng hạn, năm 2013 là nghị định chính phủ được ban hành ra để giải thích cho luật thuế, của luật thuế giá trị gia tăng. Tuy nhiên thì nghị định cũng sẽ vẫn còn những vướng mắc mà doanh nghiệp hoặc là những tổ chức cá nhân vẫn chưa có thể thì hình dung ra được, thì đòi hỏi chúng ta sẽ phải có một cái văn bản dưới nghị định để mà giải thích cho những cái điều khoản đó. Thì theo các bạn đây là gì ạ? Dạ, thông tư. Thông tư. Và cơ quan nào thì ban hành thông tư đứng trên góc độ về thuế ạ? Dưới chính phủ chúng ta sẽ có gì nhỉ? Bộ trưởng. Bộ gì? Bộ trưởng. Bộ Tài chính. Bộ Tài chính. Dưới chính phủ thì chúng ta sẽ có các bộ và các ban ngành, nhưng mà chúng ta đang đứng trên kinh tế, ở góc độ và liên quan đến kinh tế thì chúng ta sẽ, đó là cái cơ quan chủ quản ở đây dưới chính phủ của chúng ta sẽ là Bộ Tài chính nhé các bạn. Như vậy cô đang hình dung cho các bạn là gì ạ? Luật thuế nó sẽ được ban hành dưới các cái văn bản pháp luật do nhà nước quy định. Và cụ thể đó là gì? Quốc hội sẽ ban hành luật thuế và chính phủ sẽ ban đưa ra các nghị định. Và để rõ hơn thì Bộ Tài chính sẽ hướng dẫn những cái thông tư. Tuy nhiên thì các bạn phải biết rằng ở những cái thông tư này nó vẫn còn chung chung. Và giả sử như các bạn là một doanh nghiệp đang hoạt động trên thành phố Đà Lạt, các bạn có những cái vướng mắc mà các bạn chưa rõ được là trong thông tư 219 này nó quy định như vậy, các bạn vẫn chưa rõ là phải thực hiện như thế nào, thì theo các bạn sẽ gửi cái thắc mắc này đến đâu ạ? Đến cơ quan nào ạ? Các bạn sẽ gửi đến cơ quan nào ạ? Cơ quan nào các bạn? Quỳnh Như, cơ quan nào? Quỳnh Như, kế toán quản trị ra 41. Dạ, cơ quan thuế ạ. Cơ quan thuế. À, cụ thể nếu như ở Đà Lạt, giả sử nhờ bạn là một doanh nghiệp ở Đà Lạt mà bây giờ bạn có những vướng mắc mà bạn gửi đến cơ quan thuế, cụ thể của nó là gì ạ? Ở Đà Lạt của chúng ta, nếu ở cấp thành phố thì chúng ta sẽ có gì các bạn ha, để quản lý các doanh nghiệp? Em xin trả lời là cơ quan tổng cục thuế Đà Lạt Lạc Dương ạ. Ai vừa nói tổng cục thuế, bạn nào? Dạ, Nhật Quỳnh. Nhật Quỳnh hả? Tổng cục thuế là cơ quan quản lý chung của nhà nước. Chúng ta tại Đà Lạt của chúng ta thì sẽ có chi cục thuế thành phố Đà Lạt. Và ở cấp tỉnh thì chúng ta sẽ có gì ạ? Cục thuế tỉnh Lâm Đồng các bạn ha. Như vậy thì khi mà doanh nghiệp đang hoạt động mà gặp những vướng mắc thì doanh nghiệp sẽ có, sẽ gửi những cái những cái vướng mắc của mình đến những cái cơ quan thuế địa phương này, và lúc này thì những cơ quan có thẩm quyền sẽ giải quyết. Nếu như chi cục thuế thành phố Đà Lạt giải đáp được những cái vướng mắc của doanh nghiệp thì chi cục thuế sẽ gửi công văn xuống, và nếu như không giải quyết được thì sẽ gửi lên cấp trên, đó là cục thuế tỉnh Lâm Đồng sẽ gửi công văn. Và nếu như cục thuế tỉnh Lâm Đồng mà không giải đáp được những cái thắc mắc này thì chúng ta sẽ gửi lên cơ quan cao nữa, đó là tổng cục thuế Việt Nam các bạn ha. Thì đó là một cái, đây cũng là một cái cách mà để các bạn
cô minh họa các bạn về thuế giá trị gia tăng. Tuy nhiên nó cũng là một cái cách để các bạn khi mà muốn tham khảo một cái luật thuế, giả sử bây giờ cô yêu cầu một nhóm thế này, à tìm hiểu cho cô về thuế bảo vệ môi trường, thì lúc này nhiệm vụ các bạn là gì? À lên mạng tìm xem hiện nay thuế bảo vệ môi trường đang có hiệu lực là luật thuế nào, tìm về, sau đó tải những cái nghị định và những cái thông tư liên quan đến thuế bảo vệ môi trường. Và chúng ta phải đi từ đâu? Chúng ta sẽ phải đi từ trên xuống dưới. Chúng ta sẽ đi từ luật thuế, sau đó đến nghị định và đến thông tư các bạn ha. Thì đó là về cái quy trình của một cái luật thuế. Rồi, ở đây các bạn nhắc lại ha, thuế hoàn trả một cách trực tiếp, tức là khác với hàng hóa dịch vụ thông thường thì nó được giao dịch trên thị trường, thì hàng hóa dịch vụ công nhằm vào cái lợi ích chung của xã hội mà chủ yếu là lợi ích của người có thu nhập thấp. Các bạn thấy rồi, những cái người nộp thuế thì thường là những người có thu nhập cao, những người nào mà tiêu dùng thì người ta mới phải nộp thuế, và những người trong xã hội, những người mà không có thu nhập, giả sử như là họ không nộp thuế nhưng mà họ cũng sẽ được thừa hưởng những cái giá trị dịch vụ công này. Như vậy thì những người thông thường thì những cái người hưởng thụ các hàng hóa dịch vụ công chỉ chi trả thấp hơn cái giá trị thực sự của hàng hóa dịch vụ công này các bạn ha. Các bạn chỉ nhớ cho cô thế này thôi. Giả sử như là các bạn ngày hôm nay các bạn đi mua một cái sản phẩm, các bạn phải đóng thuế là 5 triệu. Chẳng hạn đi làm 10%, các bạn phải đóng là 5 triệu. Nhưng không có nghĩa là tại cái thời điểm ngày hôm nay nhà nước trả cho các bạn một cái dịch vụ công tương ứng với 5 triệu, mà có thể 5 năm, 10 năm sau nhà nước sẽ dùng cái một phần nho nhỏ 5 triệu này của các bạn trong ngân sách nhà nước để đầu tư cho một cái dịch vụ công. Chúng ta cũng được thừa hưởng nhưng nó sẽ không ngang bằng với cái giá trị mà chúng ta nhận được ạ. Rồi như vậy thì đó chính là cái đặc điểm mà khác nhau giữa thuế phí và lệ phí mà chúng ta thấy. Bây giờ cô sẽ hỏi các bạn nhé. Bây giờ cô sẽ hỏi các bạn, bạn nào mà bây giờ tốt nhất là lát nữa bạn nào mà phát biểu thì các bạn sẽ đọc tên rồi cô sẽ ghi điểm cộng cho các bạn nhé. Rồi bây giờ cô hỏi các bạn giả sử như sau. Ngân sách của nhà nước, bây giờ trong ngân sách của nhà nước đi, bây giờ hỏi các bạn là trong ngân sách của nhà nước, theo các bạn thì ngân sách của nhà nước sẽ có những cái nguồn thu nào? Ngân sách của nhà nước thì sẽ có những nguồn thu nào các bạn ha? Ngân sách của nhà nước thì sẽ có những nguồn thu nào ạ? Này, ví dụ đây là ngân sách nhà nước thì ha. Tức là nhà nước để mà quản lý cho cái hành chính của mình, nuôi sống của máy nhà nước và thực hiện những cái chức năng của mình, thì nhà nước sẽ cần phải có những cái nguồn thu. Vậy thì các bạn có những nguồn thu nào ạ? Rồi, từng bạn bạn nào? Bạn Mỹ Dung, bạn chị K41 ạ. Rồi, nguồn thu gì ạ? Phí. Rồi, lệ phí. Rồi. Được rồi, Duyên được rồi, không hỏi K41 nữa. K41 học cái này rồi. Thuế phí và lệ phí. Rồi, bây giờ các bạn K42 đi. Như vậy thì ngân sách của nhà nước của chúng ta là chỉ thu từ thuế phí và lệ phí thôi, hay là còn những cái nguồn thu nào nữa các bạn? Tiền nộp phạt nữa cô. Bạn nào? Tiền nộp phạt, ví dụ như rồi. Mình vi phạm luật giao thông rồi vi phạm hành chính rồi. Người ta phạt đấy. Rồi tiền phạt, đây là bạn nào ạ? Bạn nào vừa phát biểu ạ? Dạ Tân ạ. Lớp nào? Dạ lớp quản trị K42 ạ. Rồi tiền phạt, ví dụ như là bạn nói là phạt là các bạn đi vi phạm luật an toàn giao thông, các bạn phải đóng một tiền phạt vào trong ngân sách. Rồi tiền phạt, còn khoản nào nữa ạ? Dạ, tiền thu từ các khoản cho vay của các ngân hàng. Nhật Khanh nói là tiền thu tiền từ cho vay, đúng không? Tức là tiền cho vay thì chúng ta sẽ thu gì ạ? Cho vay thì chúng ta thu cái gì? Nếu mà tôi cho vay 100 triệu mà hôm sau tôi thu về 100 triệu thì tôi có phải là nguồn thu không? Dạ, tiền lãi. Đúng rồi, cho vay. Như vậy thì là lãi từ, các bạn sẽ phải ghi là lãi từ các khoản cho vay các bạn ha. Ở gì nữa ạ? Các khoản đầu tư của nhà nước. Các khoản đầu tư của nhà nước. Vẫn bạn Tân gì hả?
Dạ. Đầu tư của nhà nước. Tiền sử dụng đất. Cho thuê đất. Cho thuê đất. À, chúng ta có cái đó thì được gọi chung là gì các bạn ha? Là thuế. Tức là chúng ta sẽ thu từ cái việc mà chúng ta có thể là chúng ta đất nó không thuộc là một dạng tài nguyên của nhà nước, chúng ta sẽ có tiền thu từ bán hoặc là cho thuê tài nguyên đúng không? Bán hoặc là cho thuê tài nguyên này. Hoặc cho thuê tài nguyên. Rồi. Tài sản. Đây nhưng mà chúng ta phải bán hoặc là cho thuê những cái tài nguyên tài sản mà thuộc cái quyền sở hữu của nhà nước. Rồi còn một cái nguồn thu nào nữa các bạn? Thưa cô là các khoản viện trợ. Viện trợ, bạn nào vừa trả lời viện trợ đấy? Dạ, Thu Thảo. Thu Thảo lớp mà. Thu Thảo ha. Rồi, viện trợ. Nói cụ thể hơn coi, ví dụ như viện trợ gì ha? Ví dụ như trong mùa dịch này thì người ta, ví dụ như người ta viện trợ cho ngân sách nhà nước để ủng hộ phòng chống dịch các cô? Ừ, đúng rồi. Viện trợ, thực ra thì nếu mà nói lên viện trợ thì chúng ta sẽ liên tưởng đến hơn là các cái khoản viện trợ từ các cái nước ngoài, các cái quỹ đầu tư, từ những cái quỹ từ nước ngoài, các bạn hình dung không? Còn ví dụ như trong cái thời điểm bạn vừa nói là trong mùa dịch này ấy, mà chúng ta nhận được thì đó chính là cái tiền đóng góp, đó là những cái khoản đóng góp của tổ chức cá nhân. Các bạn ha, các cái khoản đóng góp của tổ chức hoặc là cá nhân cho nhà nước. Ở, theo các bạn thì còn nguồn gì nữa không ạ? Nhà nước của chúng ta, nhà nước của chúng ta có tham gia vào đầu tư không các bạn? Dạ, thu cổ tức lợi nhuận được chia tại các công ty cổ phần. Đúng rồi. Như vậy thì chúng ta đó là từ các cái hoạt động kinh tế, chúng ta gọi chung đó là các cái hoạt động kinh tế của nhà nước các bạn ha, các hoạt động kinh tế của nhà nước. Ví dụ như là nhà nước sẽ góp vốn vào những cái công ty, vào những cái ngân hàng, và sau này thì khi tổng kết thì cái tiền lãi và những cái tiền giống như bạn Quỳnh Như vừa nói đó, chúng ta sẽ nhận được lãi này, lợi nhuận này, rồi cổ tức lợi tức, thì đó cũng là một trong những cái nguồn thu của ngân sách nhà nước. Như vậy thì hoặc là chúng ta sẽ tiền thu hồi vốn từ các cái cơ sở của nhà nước hoặc là các đơn vị sự nghiệp nếu như mà nó có chênh lệch. Thì cuối năm thì cái tiền chênh lệch đó cũng sẽ được đưa vào trong ngân sách của nhà nước. Như vậy để các bạn hình dung là gì ạ? À, trong ngân sách của nhà nước thì các bạn hình dung ngân sách của nhà nước là một cái túi tiền. Và trong để mà được lấp đầy cái túi tiền đó thì nó sẽ đến từ rất nhiều nguồn thu như thuế, phí, lệ phí, rồi hay là tiền phạt, lãi cho vay, các cái khoản đầu tư của nhà nước, từ bán hoặc là cho thuê tài nguyên hay những cái khoản viện trợ. Nhưng nhìn chung thì các bạn thấy rằng là gì ạ? À, tiền phạt này, nhà nước của chúng ta không thể trông chờ vào tiền phạt. Ông nhà nước không thể nói là người dân vi phạm đi, để tôi thu tiền phạt, để tôi thu vào ngân sách. Cái khoản này nhà nước không đợi. Hoặc là lãi cho vay thì đôi khi chúng ta cũng sẽ không có quá nhiều để mà cho vay. Hay là những cái khoản đầu tư của nhà nước. Thì các bạn hình dung là gì ạ? Những cái hoạt động mà đầu tư của nhà nước liên quan, tức là những cái hoạt động kinh tế đó. Thì khi... có phải là lúc nào kinh doanh, lúc nào đầu tư chúng ta cũng sẽ có lời không các bạn? Bởi vì kinh doanh là một cái hoạt động rất là mạo hiểm. Như vậy thì chúng ta cũng sẽ không chắc chắn được rằng là chúng ta sẽ luôn luôn có lợi nhuận. Như vậy đây nó sẽ là những cái nguồn thu không ổn định. Hoặc là cái việc mà các bạn vừa nói là bán hoặc là cho thuê tài nguyên thì những cái nguồn này nó cũng hữu hạn thôi. Đến một lúc nào đó thì chúng ta cũng sẽ không còn đủ để chúng ta cho thuê những cái cho thuê các bạn ha. Rồi, hay là đến cái việc mà viện trợ. Theo các bạn thì viện trợ liệu có phải là cái nguồn thu ổn định không các bạn? Dạ không ạ. Tại sao không ạ? Bạn nào đang bật mic réo? Như vậy thì viện trợ cũng sẽ không phải là một cái nguồn thu ổn định được, bởi vì thường thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Nếu như chúng ta thấy giả sử một đất nước mà nhận nguồn viện trợ của nước ngoài rất là nhiều, thì thực ra khi mà viện trợ nó sẽ liên quan đến cái yếu tố đó là kinh tế và chính trị các bạn ha. Khi mà chúng ta nhận nhiều cái sự trợ giúp thì chúng ta cũng một phần nào đó chúng ta sẽ lệ thuộc về chính trị nữa. Như vậy thì đối với những cái cơ quan quản lý thì họ cũng rất khắt khe đối với cái việc viện trợ. Các bạn không phải là đơn giản mà lúc nào nước ngoài viện trợ tiền mà chúng ta cũng nhận đâu các bạn, nó sẽ phải đi kèm theo những cái
những cái yêu cầu nữa. Thường thì người ta nói là kinh tế với chính trị luôn đi đôi với nhau. Như vậy thì viện trợ cũng sẽ không phải là một cái nguồn thu cho cơ bản cho ngân sách của nhà nước. Tóm lại là gì? Trong tất cả những nguồn thu này thì nguồn thu chính của nhà nước đó là thuế, phí và lệ phí. Và có thể nói đến là hiện nay thì ngân sách của nhà nước chúng ta chiếm đến 80% nguồn thu là từ thuế, phí và lệ phí các bạn ha. Như vậy để các bạn thấy rằng là thuế, phí và lệ phí thì nó chiếm một cái nguồn thu rất là quan trọng trong ngân sách của nhà nước. Như vậy thì các bạn sẽ biết được rằng là thuế, phí và lệ phí. Chúng ta gom chung là anh thuế, anh phí và lệ phí là cái nguồn thu cơ bản của nhà nước. Như vậy nhưng mà liệu rằng thì thuế và phí nó có giống nhau hay không? Thì các bạn về nhà các bạn tự đọc rồi các bạn tham khảo. Các bạn sẽ thử trả lời cho cô cái câu hỏi xem là thuế, phí và lệ phí này nó sẽ có cái sự khác nhau như thế nào. Cô sẽ nói cho các bạn sơ qua thôi ha. Còn đâu về nhà thì các bạn sẽ tìm hiểu thêm. Thứ nhất là về phí. Phí thì người ta trong một cái luật người ta đưa ra năm 2015 đó là gì ạ? Phí là khoản tiền mà tổ chức cá nhân phải trả nhằm cơ bản để bù đắp chi phí và mang tính phục vụ khi được cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cung cấp dịch vụ công được quy định trong danh mục phí ban hành kèm theo luật. Như vậy thì một số những cái phí mà các bạn gặp, tức là trong ngành nào, bất kể một ngành nào thì nó cũng sẽ có những cái quy định về phí trong danh mục. Ví dụ như chẳng hạn trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản thì chúng ta có những phí như là phí kiểm dịch này, phí kiểm soát giết mổ động vật, hay là phí phòng chống dịch bệnh cho động vật, phí bảo hộ trong lĩnh vực nông nghiệp, tức là rất là nhiều ha. Hay là trong công nghiệp, thương mại và đầu tư xây dựng thì chúng ta cũng sẽ có những phí, chẳng hạn như là chúng ta sẽ có phí thẩm định hồ sơ mua bán, thuê hoặc là cho thuê tàu, thuyền, tàu bay, các phí thẩm định đầu tư, dự án đầu tư. Rồi hay trong lĩnh vực an ninh quốc phòng thì chúng ta cũng sẽ có phí như là phí phòng cháy, chữa cháy, phí thẩm định điều kiện hoặc là tiêu chuẩn hành nghề thuộc một lĩnh vực an ninh quốc phòng nào đó. Rồi, tức là trong lĩnh vực giao thông vận tải thì chúng ta thường thấy là có gì ạ? Hàng ngày chúng ta vẫn nghe là phí đường bộ này, phí thuộc lĩnh vực đường biển, phí nội địa. Đây là cô viết chung ra thôi, còn trong đường bộ nó lại còn quy định cụ thể những cái mức phí nào nữa. Rồi hay là trong lĩnh vực thông tin và truyền thông thì phí sử dụng như là phí duy trì sử dụng tiền tên miền và địa chỉ internet chẳng hạn, rất là nhiều ha. Trong văn hóa, thể thao, du lịch thì các bạn thấy những cái phí như là phí tham quan, phí thẩm định văn hóa phẩm, phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện, hành nghề thuộc lĩnh vực văn hóa thể thao. Như vậy thì trong mỗi ngành nghề, các cơ quan nhà nước đều có những cái danh mục phí. Tuy nhiên thì về lệ phí, các bạn thường nghe phí và lệ phí nhưng nó sẽ khác nhau các bạn ha. Lệ phí thì nó lại là khoản tiền mà tổ chức cá nhân phải nộp khi được cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công phục vụ cho việc quản lý nhà nước mà được quy định trong danh mục lệ phí. Như vậy thì các bạn hình dung cho cô là gì ạ? Phí và lệ phí là khi nào mà chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ phải đóng. Đây, ví dụ như lệ phí. Một số lệ phí như là gì ạ? Lệ phí quốc tịch, lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân. Những cái mà chúng ta đến cái cơ quan, đến cái cơ quan mà được nhà nước ủy quyền hoặc là những cái cơ quan nhà nước để chúng ta đi thực hiện đó, thì nó chúng ta phải đóng lệ phí. Các bạn hình dung thôi, cô lấy một cái đơn giản như thế này thôi. Các bạn có hay đi công chứng giấy tờ không ạ? Hồ sơ không ạ? Các bạn hay đi công chứng giấy tờ hồ sơ khi mà đến, ví dụ như các bạn đi công chứng một cái bằng tốt nghiệp đại học đi, một cái bằng công chứng các bạn sẽ mất 5.000. Các bạn muốn công chứng hai bản thì các bạn sẽ đóng 10.000, ba bản các bạn đóng 15.000. Như vậy tại đây thôi các bạn đã thấy sự khác nhau giữa thuế chưa? Thuế thì nó sẽ không ngang giá, nó sẽ không đối giá, nhưng thằng lệ phí này lại đối giá. Bởi vì sao ạ? Tôi muốn sử dụng cái dịch vụ đó bao nhiêu thì tôi phải chi trả một cái giá, cái số tiền ngang với cái mức mà tôi sẽ muốn được sử dụng, cái giá trị mà tôi muốn được sử dụng. Như vậy nó cũng sẽ là một cái sự khác biệt cơ bản giữa thuế so với phí và lệ phí các bạn ha. Ba thằng này đều là nguồn thu của ngân sách nhưng về cái đặc điểm của nó thì nó sẽ khác nhau. Phần này thì các bạn có thể về các bạn tham khảo thêm ở trong tài liệu hoặc là trong trên internet rất là nhiều nguồn ha. Cô muốn các bạn biết đến lệ phí trước bạ.
tức là cái khoản tiền mà chúng ta thu vào cái việc đăng ký hoặc chuyển nhượng các tài sản thuộc diện phải đăng ký sử dụng quyền hoặc là sở hữu tài sản. Khi mà các bạn đi mua xe máy đó, hay là mua một cái tài sản nào đó như xe máy ô tô, thì các bạn đều phải đăng ký cái lệ phí trước bạ này. Thì đối với sinh viên kinh tế thì chúng ta cũng nên biết về cái lệ phí này các bạn ha. Rồi, như vậy thì ba cái đặc điểm của thuế nhắc lại cho các bạn đó là gì? Thứ nhất là tính thuế mang tính bắt buộc. Thứ hai là thuế, không hoàn trả trực tiếp. Không đối giá. Và thứ ba là thuế không hóa chi tiêu công. Các bạn đợi cô một chút nhé. Chút. Thỏ ơi. Thỏ già cầm à. Thỏ già cầm ấy. Dạ. Còn gì đây thỏ? Còn gì đây? Cô nói có bị vọng không? Vừa nãy con. Các bạn nghe cô nói có bị vọng không ạ? Dạ không ạ. Tại vì cô vừa nói một đoạn đấy, nó nhắc lại á. Chúng ta sẽ đi đến phần vai trò của thuế trong nền kinh tế thị trường các bạn ha. Được. Vai trò của thuế trong nền kinh tế thị trường thì thuế nó có ba cái vai trò cơ bản. Thứ nhất đó là huy động nguồn tài chính đáp ứng nhu cầu chi tiêu của nhà nước. Thì cô nghĩ rằng là cái vai trò này thì bạn nào cũng có thể giải thích được rồi, bởi vì từ thằng bản chất này, từ khái niệm chúng ta cũng đã, và đặc điểm chúng ta cũng đã hình dung được là gì? Nhà nước sẽ thu tiền thuế từ những cá nhân, tổ chức, hay chúng ta gọi chung là những công dân đó, vào ngân sách của nhà nước và để đáp ứng cho cái nhu cầu chi tiêu của nhà nước. Nhu cầu chi tiêu này của nhà nước thì nó gồm có là gì ạ? Đó là cái tiền thân, đó là phải nuôi sống bộ máy nhà nước để nhà nước quản lý hành chính. Và thứ hai đó là để thực hiện những cái chức năng nhiệm vụ của nhà nước như là quốc phòng, an ninh, rồi các cái chính sách về an sinh xã hội các bạn ha, những cái về đầu tư cơ sở hạ tầng, rồi các cái vấn đề liên quan đến phúc lợi công cộng và những sự nghiệp. Rồi cái vai trò thứ hai đó là thuế là công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế xã hội. Trước lớp mình là năm 2 thì các em đã học môn kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô và tài chính tiền tệ rồi. Trong ba cái môn học đó cũng đã được nhắc đến cái công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế xã hội của thuế các bạn ha. Còn bạn nào nhớ cái vai trò này không ạ? Có bạn nào nhớ hoặc là giải thích được là vậy thì vai trò là cái công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế xã hội này nó được thể hiện như thế nào? Các bạn thử hình dung xem nhà nước sử dụng thuế. Hình như á, để xuất nhập khẩu cụ thể hơn như thế nào? Bạn đây là bạn nào ạ? Hữu Sang K42 đúng không? Hữu Sang trả lời thì đúng rồi, nhưng mà Hữu Sang lại nói là hình như để xuất nhập khẩu là sai. Đây, mình hiểu ý bạn Sang rồi. Giả sử như là trong nước của mình cũng có một sản phẩm A, mà bên nước Hàn Quốc cũng có sản phẩm A, và lúc này thì một số doanh nghiệp lại đi nhập khẩu, đi mua từ Hàn Quốc về, tức là đang đi nhập khẩu sản phẩm A về trong nước để bán. Các bạn hình dung nếu như giả sử mà không có thuế can thiệp vào, sản phẩm A từ Hàn Quốc mua về, giả sử với giá là 50.000 một sản phẩm, rồi ở trong Việt Nam cũng là 50.000, thì theo các bạn sẽ mua sản phẩm nào ạ? Sản phẩm nước ngoài ạ. Đó, thường là tâm lý của người Việt chúng ta là hay xính ngoại. Nhưng cô không nói gì về cái vấn đề về chất lượng nha, giả sử như vậy đi. Thì lúc này nếu như không có cái sự can thiệp của nhà nước thì sẽ dẫn tới là gì ạ? Sản phẩm nước ngoài nó sẽ cạnh tranh với sản phẩm trong nước. Như vậy thì nhà nước muốn bảo hộ ngành sản xuất trong nước thì nhà nước phải can thiệp vào đây một chính sách thuế. Đó là việc đánh thuế nhập khẩu.
Như vậy thì những cơ sở nào mà nhập khẩu sản phẩm A từ Hàn Quốc về, thuế sẽ rất là cao, và khi về trong nước, sản phẩm A này lúc này nó không còn phải là 50.000 nữa, mà nó lên đến 300.000. Và khi mà đứng giữa cái việc 300.000 và 50.000 này, và cô đang giả sử hai thằng này phải đặt trong một cái bối cảnh đó là gì ạ? Nó sẽ cùng chất lượng như nhau, thì lúc này người dân sẽ có xu hướng tiêu thụ sản phẩm nào các bạn? Tiêu thụ sản phẩm nào ạ? Tiêu thụ sản phẩm nào các bạn ha? Như vậy thì chúng ta sẽ có phải trong tình huống mà khi mà nhập khẩu về, chúng ta đang giả sử là hai cái sản phẩm này nó sẽ có cùng một cái chất lượng như nhau, thì khi mà nhập khẩu về nó sẽ có giá cao hơn, thì lúc này người dân thì sẽ có xu hướng là tiêu thụ những cái sản phẩm trong nước. Như vậy bạn Sang vừa nói thuế nó sẽ thể hiện cái công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế này, đó là cái việc mà chúng ta sẽ thực hiện bảo hộ ngành sản xuất trong nước các bạn ha. Rồi, hay là một cái này nữa. Các bạn, ví dụ như là thuốc lá và rượu bia, nó là cái nhóm hàng hóa có được khuyến khích sử dụng không ạ? Thuốc lá và rượu bia thì nó có phải là nhóm hàng hóa được khuyến khích sử dụng không các bạn? Không. Tại sao không? Vì loại hàng hóa này có hại cho sức khỏe. Như vậy, có hại cho sức khỏe, bạn Quỳnh Như nói là hàng hóa này có hại cho sức khỏe. Như vậy thì nhà nước mà không khuyến khích, nhà nước của chúng ta không khuyến khích những cái sản phẩm này, thì nhà nước sẽ can thiệp vào thuế gì các bạn? Dạ, thuế rất đặc biệt. Như vậy thì nhà nước sẽ can thiệp vào thuế tiêu thụ đặc biệt. Đúng rồi. Như vậy thì một cái vai trò mà để quản lý kinh tế nữa đó là gì ạ? Nhà nước muốn hạn chế cái việc tiêu dùng những cái sản phẩm nào mà có hại hoặc là không được khuyến khích trong xã hội, thì nhà nước sẽ can thiệp vào đó, chính sách thuế. Và khi thuế vào thì giá sẽ tăng lên và người ta sẽ có cái nhu cầu tiêu thụ của nó ít hơn. Rồi đó là một trong những cái vai trò mà điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Hoặc là như thế này nữa, giả sử như ở tại ngoài Lai Châu, Cao Bằng đi, nó là những cái tỉnh thuộc cái có điều kiện kinh tế khó khăn, nhà nước muốn khuyến khích đầu tư tại cái khu vực mà có điều kiện kinh tế khó khăn như vậy, thì lúc này nhà nước sẽ can thiệp vào là gì ạ? Thay vì giả sử hiện nay thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%, thì lúc này nhà nước sẽ có chính sách là những anh nào, những ông nào mà đến cái nơi đó đầu tư trong vòng 10 năm thì tôi sẽ ưu đãi cái thuế suất là thu nhập doanh nghiệp là 10% chẳng hạn. Như vậy thì các doanh nghiệp muốn, nhà nước muốn phát triển cái nền kinh tế ở một khu vực nào đó thì nhà nước cũng có thể can thiệp bằng chính sách thuế. Rồi, cái vai trò thứ ba, như vậy là vai trò thứ ba của thuế là công cụ điều tiết thu nhập, thực hiện công bằng xã hội. Thì điều tiết thu nhập là gì? Bởi vì cô vừa nói với các bạn rồi, thuế là người, tất cả mọi người đều đóng góp vào tiền thuế, nhưng thường thì những ai mà những đơn vị hoặc là những cá nhân mà có thu nhập càng cao thì cái thuế của họ nộp vào ngân sách của nhà nước sẽ nhiều hơn so với những người có thu nhập thấp. Tôi đang giả sử như thế này, bây giờ ô tô là sản phẩm cao cấp, có thuế tiêu thụ đặc biệt rất là cao, thì khi mà tôi mua ô tô đồng nghĩa với việc là tôi phải đóng một cái thuế tiêu thụ đặc biệt rất là cao vào ngân sách của nhà nước. Và những cái người mà mua ô tô này nó sẽ thuộc là cái nhóm đối tượng có gì ạ, có thu nhập cao trong xã hội. Và cái tiền thuế này được vào ngân sách của nhà nước và nhà nước lại sử dụng nó để chi tiêu cho các dịch vụ công cộng. Và lúc này thì tất cả mọi thành phần trong xã hội đều được thừa hưởng những cái dịch vụ công cộng này. Và phần nào nó sẽ, thuế nó sẽ làm được cái việc đó là gì ạ? Nó điều tiết được thu nhập, nó sẽ giảm bớt được một cái khoảng cách giàu nghèo trong xã hội các bạn ha. Thì đó là ba cái vai trò cơ bản của thuế. Và cô nghĩ rằng ba cái vai trò này, giả sử mở đi thi hỏi các bạn là anh chị hãy phân tích vai trò của thuế trong nền kinh tế thị trường, thì các bạn đưa cho cô ba cái vai trò này, và đồng thời các bạn phải giải thích ra được là huy động nguồn tài chính đáp ứng nhu cầu chi tiêu của nhà nước như thế nào, hay là tại sao nó lại là công cụ để điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Các bạn phải đưa ra và đồng thời các bạn sẽ có một cái giải thích cho nó các bạn ha. Đây cô muốn các bạn sẽ đi về cái vai trò này một chút. Các bạn có đang nhìn thấy màn hình không ạ? Các bạn vẫn đang nhìn thấy màn hình bình thường đúng không? Để cô phân tích cho các bạn cái biểu đồ này. Dạ thấy ạ.
Rồi, à đây các bạn nhìn vào cái vai trò này để cô nói sơ qua về cái việc mà thuế nó sẽ tăng, nhà nước sử dụng thuế như một cái công cụ để điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Trước đây các bạn học trong môn, cô không nhớ rõ nhưng mà có thể nó là kinh tế vi mô hay vĩ mô á, là người ta dùng là gì ạ? À, chính sách tài khóa. Khi nền kinh tế mà đang lạm phát này, hoặc là nền kinh tế rơi vào cái thời kỳ mà phát triển quá hưng thịnh, thì nhà nước đều sử dụng cái chính sách tài khóa như một cái công cụ mềm dẻo để can thiệp vào nền kinh tế. Và cô đang giả sử ở đây khi mà ở cân bằng, ở thì một cái thị trường cân bằng, tức là chưa có cái sự can thiệp của thuế các bạn nhé, thì lúc này chúng ta sẽ có một cái sơ đồ về cung cầu, chúng ta sẽ có giá này, trục tung của chúng ta sẽ là đường giá đúng không? Rồi trục hoành của chúng ta sẽ là Q là sản lượng, giá là chúng ta ký hiệu là P đó. P là sản lượng. Thì các bạn thấy rằng là gì ạ? À, tại cái điểm cân bằng thị trường, tức là thị trường đang không có, chính phủ không hề can thiệp vào cái nền kinh tế này, thì chúng ta sẽ có đường đường cầu là D0 này, đường cung là S0, đường cầu là D0 và đường cung là S0. Và lúc này thì D0 và S0 nó đang giao nhau tại điểm gì đây các bạn? Điểm gì đấy các bạn ha? Cung cầu đang giao nhau tại điểm gì đây ạ? À, cung cầu đang giao nhau tại điểm E0. Như vậy E0 này, trước đây các bạn được học rồi, nó được gọi là điểm cân bằng thị trường. Tức là có nghĩa là gì ạ? À, với cái mức giá là P0 thì có số sản lượng tiêu thụ được là Q0. Hay là chúng ta cũng thể hình dung là có Q0 sản lượng mà sẽ sẵn sàng được bán với cái mức giá là P0. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy được đây là điểm cân bằng thị trường. Bạn nào còn nhớ, nếu mà nhìn vào cái sơ đồ này thì các bạn biết được là thặng dư sản xuất và thặng dư tiêu dùng ở đâu không ạ? Bạn nào biết trả lời được câu hỏi này thì các bạn có điểm cộng ha. Ví dụ như là S0 và D0 đang giao nhau tại E0 như vậy, thì trên cái biểu đồ này các bạn có biết đâu là thặng dư của nhà sản xuất và đâu là thặng dư của tiêu dùng không ạ? Các bạn còn nhớ không? Ông Nguyên còn nhớ cái này không Nguyên? Nguyên lớp trưởng có trả lời được không ạ? Dạ không ạ. Rồi còn bạn nào, để xem nhà cô nhớ tên bạn nào ha. Còn Nhật Khanh. Dạ thưa cô, hình như là thẳng dư như cô hỏi trước thẳng từ B trở lên, còn thẳng dư sản xuất là từ B trở xuống. Giống từ E0 qua B á cô. Rồi bây giờ nói lại về thặng dư tiêu dùng là Nhật Khanh nói là phần diện tích từ P0 trở lên đúng không? Thặng dư tiêu dùng là từ P0 trở lên. Như vậy là toàn bộ phần diện tích là từ chỗ P0, E0 trở lên đây đúng không? Dạ. Yeah. À đúng rồi, như vậy thì chúng ta nhớ rằng là gì ạ? Thặng dư của người tiêu dùng nó sẽ là cái phần diện tích mà trên đường gì đây các bạn? Trên đường giá và dưới đường gì ạ? Sẽ là trên đường giá và dưới đường cầu. Như vậy toàn bộ cái phần diện tích này này, nó sẽ là thặng dư của người tiêu dùng. Và như vậy thì ngược lại thì thặng dư của nhà sản xuất nó sẽ là phần diện tích nào cả lớp? Nó sẽ ngược lại với tiêu dùng thì nó sẽ là phần diện tích nào ạ? Phần diện tích nào đây các bạn? Như vậy thì thặng dư của nhà sản xuất nó sẽ là toàn bộ phần diện tích đây, từ B, E0 trở xuống. Như vậy đối với thặng dư nhà sản xuất thì lại là toàn bộ phần diện tích dưới đường giá và trên đường cung các bạn nhé. Như vậy là đó là tại cái điểm cân bằng thị trường. Và bây giờ cô đang giả sử là gì ạ? À, khi mà có một nhà nước can thiệp vào nền kinh tế này,
Lúc này thì đường cầu của chúng ta, giả sử như trong đường này, thì lúc này là đường cung của chúng ta sẽ dịch chuyển lên trái và lên trên. Nó S0 không còn nữa mà nó... như vậy thì nãy Nhật Khanh vừa nói ở đây rồi ha. Đó là phần thặng dư của người tiêu dùng, đó là sẽ trên đường giá và dưới đường cầu. Như vậy là toàn bộ cái phần diện tích từ PE0 trở lên đây là thặng dư của người tiêu dùng. Và ngược lại thì thặng dư của nhà sản xuất nó sẽ là toàn bộ cái phần diện tích là dưới đường giá và trên đường cung các bạn nhé. Như vậy thì khi tại cái thời điểm mà lúc này, tại thời điểm mà nhà chính phủ can thiệp vào nền kinh tế, tại thời điểm chính phủ can thiệp vào nền kinh tế thì lúc này điểm cân bằng nó sẽ dịch chuyển lên trên đây các bạn ha. Từ S0 thì đường cung đã lên S1 và chúng ta sẽ có điểm cân bằng mới. Thì lúc này các bạn nhìn vào đây ạ. Ở ban đầu thì người mua sẽ phải trả, ban đầu mua cái sản phẩm khi mà chưa có thuế can thiệp thì người mua sẽ trả với giá là bao nhiêu? Bao nhiêu các bạn ha? Bao nhiêu ạ? Gọi bạn Sáng thử coi. Lê Văn Sáng. Dạ, em không biết. Sao không biết? Ban đầu cô vừa nói rồi. Khi mà nhà nước không can thiệp gì thì chúng ta sẽ, người tiêu dùng chúng ta sẽ gì ạ? Với cái mức giá là P0. Và P0 cụ thể ở đây là bao nhiêu? Dạ, 40.000. 40.000 và tương đương với nó là sản lượng Q0. Thì lúc này cô nói khi mà giả sử như nền kinh tế có sự can thiệp của chính phủ vào một cái chính sách thuế nào đấy, thì lúc này cái giá PD1 này là giá mà người tiêu dùng phải trả. Thì người tiêu dùng lúc này không phải trả 40.000 nữa mà phải trả bao nhiêu đây ạ? Dạ, 41.600. 41.600. Rồi như vậy thì ban đầu 40.000 này là nhà sản xuất sẽ thu được từ cái việc bán sản phẩm. Nhưng mà lúc này liệu rằng các bạn, nhà sản xuất có thu được giá 41.600 không các bạn? Có thu được không ạ? Lúc này rồi Nhật Khanh. Dạ, nhà sản xuất vẫn thu được cái giá đó. Giá đó là giá bao nhiêu? Dạ là 41.600. Nhưng mà phải trả cho cái trả thuế cho cái. Đúng rồi. Nếu mà nhìn vào sơ đồ này thì các bạn thấy rằng là gì ạ? Khi mà chính phủ can thiệp vào nền kinh tế một chính sách, một mức thuế T nào đó thì giá của người trả, người mua phải trả, thì lúc này nó không phải là 40 nữa mà lên 41.600. Và lúc này người tiêu dùng cũng không phải thu được 41, người nhà sản xuất không phải thu được 41.600, mà lúc này chị thu được về là bao nhiêu ạ? Sau khi mà nộp thuế cho nhà nước rồi thì chị thu về là 37.600 thôi. Như vậy các bạn nhìn vào cái khoảng cách ABC này này, các bạn thấy cái đoạn BC này nó lớn hơn cái đoạn AB này. Tức là trong trường hợp này khi mà nhà nước can thiệp vào chính sách thuế thì ai là người sẽ chịu nhiều thuế hơn ạ? Ai sẽ là người chịu nhiều thuế hơn các bạn? Cái khoảng cách này, cái khoảng cách nằm ở trong thặng dư nhà sản xuất này lớn hơn, thì như vậy thì trong trường hợp này nhà sản xuất sẽ chịu thuế nhiều hơn. Chính vì vậy đối với thuế thì nó sẽ xảy ra cái hiện tượng đó là gì ạ? Sự chuyển giao gánh nặng về thuế. Người nhà sản xuất thì muốn chuyển làm sao để cho người tiêu dùng gánh chịu nhiều hơn các bạn ha. Như vậy thì nhìn vào đây, sau khi mà nhìn vào cái màn hình này, các bạn sẽ thấy được rằng là gì ạ? Đây, lúc này sau khi mà cái giá của người tiêu dùng nó sẽ lên PD1, thì lúc này các bạn thấy thặng dư tiêu dùng nó giảm đi hay là tăng lên các bạn? Thặng dư tiêu dùng tăng lên hay giảm đi ạ? Bạn Hữu Tiến.
Bạn Hữu Tiến có đang tham gia không ạ? Vậy là bạn Hữu Tiến không có tham gia lớp này đúng không? Để gọi xem nào. Đây, Đặng Thị Mỹ Duyên này học rồi nè. Đặng Thị Mỹ Duyên. Như vậy thì sau khi mà nền kinh tế có cái sự can thiệp của thuế vào thì các bạn thấy thặng dư tiêu dùng lúc này thế nào ạ? Tăng lên hay giảm ạ? Thì giảm ạ. Giảm. Lúc đầu là nó sẽ toàn bộ phần diện tích này này, từ BE0 trở lên hết cái tam giác này. Nhưng lúc này giá đường giá đã dịch chuyển lên là PD1 thì như vậy nó sẽ bị giảm phần diện tích nào ạ? Nó giảm phần diện tích nào các bạn ha? Có phải là lúc đầu là một cái tam giác lớn này trở lên này? Và sau này thì nó lên đường giá PD1 thì chúng ta bị mất đi cái phần tứ giác, diện tích của tứ giác A, E1, E0, B đúng không ạ? Và ngược lại như vậy thì đối với thặng dư của nhà sản xuất, sau khi mà có thuế can thiệp vào thì đường giá của nhà sản xuất lại nhảy lên PS1. Như vậy chúng ta cũng bị mất đi cái phần diện tích P, E0, HC. Như vậy toàn bộ cái phần diện tích mất đi này mà các bạn trừ đi cho cái phần diện tích hình chữ nhật A, E1, HC đây. Đây chính là tiền thuế của nhà nước thu được này. Diện tích này là diện tích của nhà nước, tiền thuế nhà nước thu được. Nhưng cái mà chúng ta bị mất đi, chúng ta lấy cái mà mất đi thặng dư tiêu dùng và thặng dư sản xuất, trừ đi cái phần diện tích này thì chúng ta thấy bị mất trắng đi cái phần diện tích là E1, E0H. Cái phần tam giác này này được gọi là thặng dư xã hội mất đi khi mà có cái sự can thiệp của thuế. Như vậy thì nhà nước sẽ làm sao để cho cái phần diện tích này nó nhỏ nhất để cái thặng dư xã hội không bị mất đi. Tuy nhiên cái phần này thì cô chỉ giới thiệu cho bạn thôi. Còn các bạn đã học rõ ở trong môn kinh tế vi mô, vĩ mô rồi. Có thể là do các bạn không nhớ đến. Còn trong đi thi thì sẽ không có cái phần này ha. Bởi vì nó cũng sẽ là một cái nội dung liên quan đến cái công cụ tài khóa của nhà nước. Nó cũng khá là khó. Rồi, như vậy chúng ta sẽ đi đến phần phân loại về thuế. Như vậy thì tùy theo cái mục đích sử dụng, mà người ta phân loại thuế thành những cái đối tượng, thành những cái loại thuế khác nhau. Chẳng hạn như là gì ạ? Theo cái đối tượng của thuế thì nhà nước sẽ chia ra là thuế thu đối với thu nhập này, thuế thu đối với hàng hóa và dịch vụ và thuế thu đối với tài sản. Ví dụ như là thuế thu đối với thu nhập. Như là thuế gì ạ? Thuế thu nhập cá nhân. Thuế thu đối với thu nhập, đúng rồi, thuế thu nhập cá nhân. Thuế gì nữa ạ? Thuế thu nhập doanh nghiệp ạ. Đúng rồi, thuế thu nhập doanh nghiệp. Rồi, như vậy thì thuế thu đối với hàng hóa và dịch vụ, ví dụ như thuế gì ạ? Vậy thì cô là thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt. Giá trị gia tăng tiêu thụ đặc biệt, đúng rồi. Còn thuế thu đối với tài sản? Bất động sản. Thuế sử dụng đất nông nghiệp, sử dụng đất phi nông nghiệp. Rồi ngày trước đây thì nó có thuế trước bạ, nhưng giờ nó đã đổi thành là thuế phí trước bạ các bạn ha. Rồi tiếp theo, có xét về tính ưu đãi về khả năng nộp thuế. Tức là về cái ưu đãi về cái khả năng nộp thuế thì người ta chia làm thuế thực và thuế cá nhân. Các bạn hiểu như thế này, thuế thực tức là anh tiêu dùng thì anh nộp thuế, anh tiêu dùng sản phẩm thì anh nộp thuế, anh cứ phát sinh cái nhu cầu về sản phẩm này thì anh sử dụng thuế, anh phải nộp thuế. Nhưng thuế cá nhân là thuế mà người ta sẽ xét đến cái khả năng của cá nhân đó, là điều kiện của anh như thế nào, thu nhập của anh là bao nhiêu, anh có nuôi con không, anh có nuôi bố mẹ già hay không thì nó được gọi là thuế cá nhân. Nó có xem xét đến cái khả năng nộp của cá nhân. Thì theo các bạn thuế cá nhân ví dụ như thuế gì ạ? Thuế gì mà nhắc đến cá nhân là chúng ta đã hình dung tới ạ? Thuế gì các bạn hả? K41 học rồi, thuế gì mà? Thuế gì mà chúng ta xét đến cái hoàn cảnh cá nhân ha? Thuế giảm trừ gia cảnh. Làm gì có thuế giảm trừ gia cảnh?
Giảm trừ gia cảnh chính là chúng ta đang xét đến cái ưu đãi về khả năng nộp thuế, nhưng nó được gọi đó là gì ạ? Giảm trừ gia cảnh nó nằm trong thuế nào ạ? Mai Hữu Phước. Không có trong lớp học này luôn hả? Dạ có cô ơi. Rồi thuế gì? Thuế thu nhập cá nhân. Thuế thu nhập cá nhân. Rồi thế nếu như mà thuế, gọi bạn khác ha, Triệu Thế Lượng coi. À, thuế thực. Nếu như thuế cá nhân mà bạn ấy kể tên nó là thuế thu nhập cá nhân thì thuế thực thì sẽ là thuế gì ạ? Kể tên một số thuế mà người ta phân loại theo cái ưu đãi về khả năng nộp thuế, người ta chia ra thành thuế thực ạ. Thuế gì các bạn? Ví dụ như thuế gì người ta được gọi là thuế thực? Tức là ai tiêu dùng cái sản phẩm đó mà chịu thuế thì đều phải nộp thuế, và người ta không quan tâm đến là thu nhập của anh là bao nhiêu. Thuế gì? Thuế mua xe cơ. Tiêu thụ đặc biệt. Thuế mua xe. Thuế mua xe thì gọi là thuế gì? Các mặt hàng mua xe rồi thứ. Đó là thuế gì? Thuế trước bạ. Thuế tiêu thụ đặc biệt. Rồi, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu, đúng không? Anh tôi mua đóng 10 triệu. Như vậy nó không quan tâm về cái khả năng nộp thuế của cá nhân đó, mà cứ phát sinh tiêu dùng thì anh phải nộp. Tuy nhiên đây là hai cái tiêu thức mà cô giới thiệu đến các bạn. Các bạn nhớ cho cô cái này, đó là phương thức huy động của thuế. Như vậy phân loại theo phương thức huy động của thuế thì chúng ta sẽ được chia ra là gì ạ? Thuế trực thu và thuế gián thu. Như vậy thì các bạn phải nhớ được cho cô, đó là thuế trực thu, thuế gián thu là gì. Từ ngày mai thì chúng ta sẽ, các cái chương sau chúng ta sẽ đi tìm hiểu liên quan đến cái tiêu thức này. Theo phương thức huy động thì chúng ta sẽ được chia ra nó là thuế trực thu và thuế gián thu. Trực thu tức là nó sẽ thu trực tiếp vào tài sản hoặc là thu nhập của cái người nộp thuế. Còn gián thu thì nó sẽ thu thông qua cái giá trị của hàng hóa và dịch vụ. Như vậy thì thuế trực thu, ví dụ như thuế nào ạ? Mấy bạn K42? Vậy thì cô là thuế thu nhập. Thu nhập gì? Thu nhập doanh nghiệp. Rồi, thuế gì nữa? Thuế gì nữa hả? Cô là thuế nhà đất. Thuế trực thu. Rồi, thuế gì nữa? Thuế thu nhập cá nhân. Thuế thu nhập cá nhân, đúng rồi. Thuế gián, như vậy thì có thuế gián thu là gì ạ? Tức là thuế gián thu ví dụ như thuế nào ạ? Dạ thưa cô, là thuế giá trị gia tăng. Giá trị gia tăng này, tiêu thụ đặc biệt, đúng không? Thuế nhập khẩu. Như vậy thì cô nhắc lại các bạn, từ nay là chúng ta nhớ theo phương thức huy động của thuế thì thuế được chia ra thành hai loại, đó là thuế trực thu và thuế gián thu. Từ chương 2 cho đến chương 5 chúng ta sẽ dựa trên cái phương thức huy động này để chúng ta sẽ phân loại thuế các bạn ha. Rồi, các bạn nhớ như thế này, thuế trực thu nó sẽ là cái loại thuế mà nhà nước thu trực tiếp vào phần thu nhập của những cá nhân hoặc là thể nhân. Nó đánh trực tiếp vào thu nhập hoặc là tài sản của người nộp thuế, như các bạn vừa nói đó, ví dụ như là thuế thu nhập cá nhân. Tôi trong tháng, trong năm này tôi làm được bao nhiêu ở cái ngưỡng thu thuế thì thuế nó sẽ đánh trực tiếp lên thu nhập của bản thân tôi. Như vậy thì tôi là người nộp thuế, đồng thời tôi cũng là người chịu thuế. Hai cái chủ thể này là một. Còn ngược lại, thuế gián thu thì là loại thuế không trực tiếp đánh vào thu nhập hay là tài sản của người nộp thuế, mà nó đánh một cách gián tiếp thông qua giá cả của hàng hóa và dịch vụ. Như vậy thì người tiêu dùng mà tiêu dùng những cái hàng hóa dịch vụ thì là người chịu thuế, nhưng mà người nộp thì là ai các bạn? Người nộp thuế là ai ạ? Người nộp thuế là ai các bạn? Người tiêu dùng. Là người tiêu dùng. Như vậy thì chúng ta là người, chúng ta là người tiêu dùng mà chúng ta, thế ai vừa, Nhật Khanh vừa trả lời là người tiêu dùng đúng không? Dạ. Yeah. Thế bây giờ cô hỏi, Nhật Khanh đi mua một cái áo sơ mi chẳng hạn, anh đi mua một cái áo sơ mi trong siêu thị, ví dụ nó là 500.000, về giá trị gia tăng là 10% thì em phải trả bao nhiêu? Em phải trả cho siêu thị bao nhiêu? Dạ là 500.000. Cái áo đó là 500.000 nhưng mà thuế là 10%. Thì lúc này
em phải tổng thanh toán cho siêu thị là bao nhiêu? Dạ 550. 550 thì trong đó tiền thuế là bao nhiêu? Dạ 50. Vậy em có mang 50 ngàn này em đến cơ quan thuế em nộp không? Em có nộp vào ngân sách không? Dạ, đó, không. Như vậy thì em là người tiêu dùng nhưng ai là người nộp ạ? Dạ, doanh nghiệp. Doanh nghiệp nộp. Như vậy thì các bạn phải hình dung ra là gì ạ? Thuế gián thu. Thì người đối tượng nộp thuế và đối tượng chịu thuế là hai chủ thể riêng biệt. Nó sẽ khác các bạn nhé. Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế thì là người nộp thuế. Còn người tiêu dùng lại là người chịu thuế. Các bạn nhớ như cô cho cô hai cái đó để phân biệt được ha. Như vậy chắc chắn là bài kiểm tra sẽ có là thuế trực thu. Các bạn sẽ phải hiểu được là thuế trực thu như thế nào, thuế gián thu như thế nào. Các bạn phải nhớ được hai cái này ha. Rồi đó là phân loại về thuế. Đây, thuế trực thu hay là người ta nói là động viên trực tiếp vào thu nhập hoặc là tài sản của người nộp thuế. Còn thuế gián thu thì lại thuế đánh vào hàng hóa và dịch vụ như là thuế tiêu thụ đặc biệt này, thuế giá trị gia tăng. Vậy theo các bạn thì thuế, bạn nào trả lời được câu này ha? Thuế trực thu hay là thuế gián thu thì chúng ta nhà nước sẽ dễ huy động hơn ạ? Tức là dễ thu hơn. Dạ thôi cô, là thuế trực thu ạ. Bạn nào đang trả lời đây ạ? Dạ Ngọc Quỳnh ạ. Ngọc Quỳnh. Tại sao? Đâu Ngọc Quỳnh giải thích tại sao? Khi mà các bạn trả lời tại là thuế nào thì các bạn phải giải thích tại sao ha? Rồi như vậy thì Ngọc Quỳnh nói là nhà nước sẽ dễ dàng thu cái thuế trực thu này hơn thuế gián thu. Vậy Ngọc Quỳnh giải thích cho cô đi ạ và các bạn đi. Tại sao ạ? Dạ theo nghĩ thì thuế trực thu thì là thu trực tiếp từ người, từ những cái nguồn như là thuế thu nhập cá nhân vân vân. Còn thuế gián thu thì nó lại hơi phức tạp hơn, bởi vì người thu thuế và người nộp thuế thì nó lại, theo em nghĩ là vậy thôi. Rồi cô cảm ơn, cô cảm ơn Quỳnh ha. Bạn nào có ý kiến khác không ạ? Hiểu cô là em có ý kiến khác. Bạn nào, các bạn nói tên. Dạ Diễm Quỳnh ạ. Diễm Quỳnh, ok. Cô là theo em là thuế trực thu khó thu hơn. Bởi vì á là thuế này là dễ trốn thuế. Và thanh toán chủ yếu bằng tiền mặt thì nhà nước cứ không kiểm soát được thu nhập thực tế của người nộp thuế. Còn thuế gián thu hơn là dễ thu, bởi vì là nó thông qua cái nhu cầu hàng hóa và dịch vụ. Rồi cảm ơn Diễm Quỳnh với Nhật Quỳnh ha. Như vậy thì bạn Quỳnh thứ hai ấy, cô không nhớ nữa. Bạn Quỳnh nói rằng là thuế trực thu thì sẽ khó thu hơn là đúng. Bởi vì thế này, bởi vì trực thu là nhà nước sẽ thu trực tiếp vào thu nhập và tài sản của các người nộp thuế, và chúng ta rất khó để kiểm soát được rằng là thu nhập hoặc là cái tài sản của cái đối tượng nộp thuế này là như thế nào. Bởi vì các bạn hình dung ra là khi như mọi thuế trực thu thì cái lợi ích của cá nhân là sẽ cao hơn, và người ta sẽ tìm cách để người ta tránh, sẽ tìm cách để người ta giảm bớt cái việc mà nộp thuế, đúng không ạ? Bởi vì các bạn thử xem, đánh trực tiếp vào cái lợi ích cá nhân của mình thì mình, bản thân con người mà, cái bản năng của chúng ta sẽ luôn tìm cách làm sao để cho cái việc mà tôi phải nộp thuế nó ít hơn. Như vậy nhà nước rất là khó kiểm soát. Và một cái nguyên nhân thứ hai nữa đó là gì? Ví dụ như thuế thu nhập doanh nghiệp thì nó sẽ đánh vào cái thu nhập của doanh nghiệp. Và nếu như giả sử trong kỳ kinh doanh đó, nếu doanh nghiệp của các anh chị hoạt động kinh doanh có không hiệu quả, bị lỗ, thì lúc này sẽ không có thu nhập, thì không bị lỗ rồi thì sẽ không nộp thuế. Như vậy thì nhà nước sẽ khó để mà thu được cái nguồn thu trực thu này, và nó chịu sự ảnh hưởng bởi cái thu nhập của các cái đối tượng. Còn thuế gián thu thì ngược lại, nó lại dễ hơn. Bởi vì sao ạ? Thuế gián thu, anh cứ tiêu dùng sản phẩm dịch vụ thì anh phải trả tiền thuế trong đó, nhưng anh không biết. Bây giờ các bạn đi mua, ví dụ như các bạn đi mua những cái thùng mì tôm, các bạn đi mua bút thước, các bạn đi mua quần áo, các bạn đi mua các trang thiết bị, hàng ngày các bạn đều đang phải chịu thuế đấy. Nhưng các bạn có cảm nhận không ạ? Nó có thể cái cảm nhận của các bạn nó sẽ không rõ lắm. Như vậy thì các bạn cứ phát sinh ra tiêu dùng, những cái hoạt động thông thường này đều có thuế. Như vậy thì nhà nước sẽ huy động được nhiều hơn, bởi vì các bạn không phải là người nộp thuế nên các bạn không cảm nhận được cái gánh nặng của thuế, và người sản xuất lại là người nộp thuế. Như vậy thì
theo như phân tích thì người ta cho rằng là thuế trực thu sẽ khó kiểm soát, khó động viên vào nguồn thu của ngân sách hơn so là thuế gián thu các bạn ha. Nhưng xét về mức độ công bằng thì thuế gián thu, ví dụ như thuế giá trị gia tăng, bây giờ cô hình dung là bây giờ các bạn đang là sinh viên, các bạn có thu nhập một tháng khoảng bao nhiêu các bạn ha? Giả sử các bạn thu nhập một tháng các bạn có khoảng 3 triệu đi, lấy ví dụ như vậy. Các bạn có thu nhập một tháng là 3 triệu rồi, một ông A nào đấy có thu nhập một tháng là 15 triệu. Bây giờ hai người cùng đi mua một cái máy tính, cùng đi mua một cái laptop đó. Thì cái laptop này có giá là 10 triệu. Giả sử như vậy, cái laptop có giá là 10 triệu. Thuế 10%. Thuế 10% thì lúc này các bạn phải trả cái laptop này là bao nhiêu tiền ạ? Các bạn phải trả bao nhiêu tiền khi đi mua cái laptop này ạ? Các bạn trả bao nhiêu ha? Rồi Đặng Thị Cẩm Tiên. 11 triệu ạ. À, 11 triệu. Dạ. À, rồi, 11 triệu. Thế bây giờ các bạn có thu nhập một tháng là 3 triệu, các bạn đi mua cái laptop là 10 triệu, thuế 10% thì các bạn phải trả là 11 triệu. À, như vậy thì cái ông có thu nhập là 15 triệu, ông đi mua cái laptop đó cũng 10 triệu thì ông phải trả tiền thuế là bao nhiêu ạ? Ông phải trả cái laptop đó là bao nhiêu tiền ạ? Bao nhiêu các bạn? Dạ, vẫn là 11 triệu. Vẫn là 11 triệu. Rồi, như vậy thì người ta có phân biệt là bạn và cái ông A kia có thu nhập chênh lệch không ạ? À? Không, người ta không phân biệt. Như vậy các bạn thấy nếu như vậy thì cả hai người này khi mà đi mua cái TV đều phải trả tiền thuế là 1 triệu. Các bạn lấy 1 triệu mà các bạn chia cho 3 triệu của các bạn và 1 triệu mà chia cho 15 triệu của các bạn thì cái tỷ lệ nào lớn hơn các bạn? 15 của ông kia lớn hơn. Sao lại lớn hơn? Cùng là 1 triệu tiền thuế mà em chia cho tỷ lệ 1/3 à, đó. Cô xin lỗi. Tỷ lệ lấy tiền thuế. Lấy tiền thuế chia hay là lấy tiền lương nghe chia? Nghe lại. Tất cả các em đi mua là trả TV đó là 1 triệu tiền thuế và ông A cũng trả là 1 triệu. Thu nhập của các em là 3 triệu, các em lấy 1 triệu chia cho 3 triệu. Và của ông A là 1 triệu chia cho 15 triệu thì tỷ lệ nào sẽ lớn hơn ạ? Tỷ lệ của em lớn hơn. Đúng rồi, mẫu số càng nhỏ thì kết quả nó càng lớn hơn. Như vậy lúc này các bạn nhìn vào đây thuế gián thu. À, người có thu nhập thấp hơn thì cái thuế, tỷ lệ thuế đóng trung bình lại cao hơn. Như vậy thì thuế gián thu nó chỉ công bằng theo chiều ngang thôi. Nó chỉ công bằng theo chiều ngang thôi các bạn ha. Nó lại mang tính chất lũy thoái. Vậy vì sao ạ? Công bằng theo chiều ngang là ai tiêu dùng cũng phải trả một mức thuế như nhau. Nhưng mà nó lại mang tính chất lũy thoái. Đó là cái người mà có thu nhập thấp hơn thì cái tỷ lệ đóng thuế của họ lại cao hơn so với người có thu nhập cao. Như vậy thuế gián thu này người ta nói là nó chưa công bằng và nó chỉ mang tính chất là công bằng theo chiều ngang thôi ạ. Ngược lại thì thuế trực thu. Hiện nay thuế thu nhập doanh nghiệp là bao nhiêu phần trăm? Theo em biết Dương Thị Ngọc Mai. Đâu? Bạn Ngọc Mai. Để Ngọc Mai không, chị mở lên không có đúng không? Hoàng Minh Tới. Hoàng Minh Tới ạ. Buổi sau là cô có danh sách nhé. Có Hoàng Minh Tới 25%. Bạn Tới không nói được, không mic không mở được hả? Em mở mic ra nói bình thường đi. Một trăm triệu thì họ sẽ đóng 20%, tức là đóng bao nhiêu ạ? 20 triệu. Ở doanh nghiệp mà có lời nhiều hơn là 400 triệu thì họ sẽ đóng thuế thu nhập doanh nghiệp là 40 triệu. Như vậy thì thuế trực thu nó sẽ mang tính chất công bằng theo chiều dọc.
Tức là anh nào mà có thu nhập càng cao thì số thuế mà phải đóng góp vào ngân sách của nhà nước sẽ nhiều hơn so với những anh có thu nhập thấp. Như vậy thì thằng thuế trực thu này nó sẽ mang tính chất đó là công bằng theo chiều dọc các bạn nhé. Còn thuế gián thu thì sẽ công bằng theo chiều ngang ạ. Thì các bạn nhớ cho cô về cái phân loại thuế gián thu và trực thu như vậy. Rồi chúng ta sẽ đi về cái nội dung các yếu tố cơ bản để học thành luật thuế ạ. Chúng ta đi nhanh thôi ha. Cái này chắc đến 4 rưỡi là chúng ta nghỉ được. Như vậy thì chúng ta sẽ có những cái yếu tố sau đây để họp thành một luật thuế. Khi mà nhắc đến một luật thuế, nó thứ nhất phải có là gì ạ? Tên gọi của luật thuế. Ví dụ như thuế giá trị gia tăng thì tên gọi của nó là gì các bạn? Tên gọi của nó là gì ạ? Dạ VAT ạ. VAT. Tên tiếng Việt của nó là gì? Là thuế giá trị gia tăng. Thuế giá trị gia tăng, đúng rồi. VAT là viết tắt, mà đã gọi là VAT rồi thì không gọi thuế các bạn nhé. Bởi vì trong VAT nó đã có từ thuế rồi. Nên thứ nhất các bạn có thể gọi là thuế giá trị gia tăng hoặc là VAT. Chứ các bạn đừng gọi, dân kinh tế đừng có gọi là thuế VAT. Nghe là không chuyên nghiệp một chút nào. Rồi. Yếu tố thứ hai để mà cấu thành nên luật thuế đó là đối tượng chịu thuế. Theo các bạn thì giả, theo các bạn hiểu thôi thì đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng là ai? Là gì? Đối tượng chịu thuế. K41 học rồi. Dạ đối tượng chịu thuế là mục tiêu tác động của thuế. Không. Cô không hỏi là gì mà cô đang hỏi ví dụ như đây, luật thuế giá trị gia tăng tên gọi của nó là thuế giá trị gia tăng. Rồi đối tượng chịu thuế của giá trị gia tăng là gì ạ? Dạ, theo em là hàng hóa dịch vụ. Nói hàng hóa dịch vụ chịu thuế nằm trong danh mục chịu thuế của nhà nước. Và như vậy thì trong một luật thuế có đối tượng chịu thuế thì luôn luôn sẽ có đối tượng không chịu thuế. Và trong những cái hàng hóa dịch vụ mà nhà nước quy định thì cũng sẽ có những cái nhóm hàng hóa dịch vụ mà không chịu thuế. Và cái yếu tố thứ tư để cấu thành nên luật thuế đó là đối tượng nộp thuế. Các bạn đừng nhầm giữa đối tượng chịu và đối tượng nộp nhé. Thường thì đối tượng chịu sẽ là cái gì? Còn đối tượng nộp thuế thì sẽ là ai nộp? Người nào nộp? Đơn vị nào nộp? Cơ quan nào nộp? Giả sử thuế giá trị gia tăng thì ai là người nộp ạ? Từ ngày mai là cô sẽ có danh sách lớp này. Cô sẽ có phần điểm danh này. Có phần gọi tên này. Bạn nào trả lời thì cô tích vô. Bạn nào mà không có, cô gọi đến 2 lần không có thì coi như là không tham dự ha. Tại vì chúng ta học online nên sẽ điểm danh ngẫu nhiên như vậy. Rồi đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng là gì ha? K41 đâu? Ngọc Mai K41. Dạ đối tượng nộp thuế là người mua hàng ạ. Nộp thuế, đối tượng nộp thuế mà tức là cái người mà sẽ mang đối tượng tiền thuế, đối tượng chịu thuế. Không, cô đang hỏi đối tượng nộp thuế mà. Đối tượng nộp thuế là doanh nghiệp hoặc là nhà sản xuất. Đúng rồi, doanh nghiệp, nhà sản xuất mà có kinh doanh hàng hóa dịch vụ đó ha. Rồi như vậy thì năm yếu tố thứ 5 đó là căn cứ tính thuế. Và thứ 6 đó là thuế suất, thứ 7 là miễn thuế và giảm thuế. Như vậy thì 7 cái yếu tố này nó sẽ cấu thành nên một luật thuế và từ sau, từ ngày mai chúng ta sẽ học về một sắc thuế cụ thể thì chúng ta sẽ phải đi tìm hiểu về 7 cái yếu tố này. Tuy nhiên thì cái buổi hôm nay là tổng quát thôi, nhưng các bạn phải nắm được thì đến những buổi sau các bạn sẽ tiếp cận được nó. Rồi, đi chúng ta đi nhanh ha. Tên gọi của luật thuế thì nó sẽ nói lên đối tượng tính thuế hoặc là nội dung chủ yếu của sắc thuế đó. Và tên gọi thì thường dễ nghe, dễ nhớ các bạn ha. Và nhắc đến cái tên gọi thì chúng ta hình dung luôn đến cái luật thuế đó là gì. Ví dụ như thế này, thuế tiêu thụ doanh nghiệp, thuế thu nhập doanh nghiệp. Cái tên gọi này nhìn vô là chúng ta biết, à thuế này chắc chắn là nó thu vào cái thu nhập của doanh nghiệp rồi. Hay là thuế giá trị gia tăng thì nó sẽ thu vào cái phần giá trị tăng thêm. Hoặc là thuế tiêu thụ đặc biệt thì chúng ta sẽ hình dung đến là chắc chắn nó sẽ thu vào những cái hàng hóa, dịch vụ mà đặc biệt. Rồi, chúng ta sẽ đi vào phần đối tượng chịu thuế. Thì đối tượng chịu thuế ở đây nó là mục tiêu tác động của thuế. Thông thường thì đối tượng chịu thuế sẽ là các hàng hóa, dịch vụ, thu nhập hay là tài sản. Ví dụ như thuế giá trị gia tăng thì đối tượng của nó sẽ là những cái hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng. Còn thuế thu nhập cá nhân thì đối tượng của nó sẽ là thu nhập mà cá nhân đó nhận được trong kỳ tính thuế. Hoặc là đối với
Theo một số nhá, thuế thu nhập doanh nghiệp thì đối tượng của nó cũng sẽ là thu nhập của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế các bạn ha. Và thông thường thì một luật thuế nó cũng sẽ có đối tượng chịu thuế và đối tượng không chịu thuế. Nếu như thằng đối tượng chịu thuế là mục tiêu tác động thì ngược lại đối tượng không chịu thuế nó sẽ là đối tượng là gì ạ? Nó sẽ không phải là cái mục tiêu tác động của thuế đó. Cô đang lấy ví dụ như thế này. À, trong đối với dịch vụ như là giáo dục, thuế giá trị gia tăng thì giáo dục sẽ là một dịch vụ mà không chịu thuế giá trị gia tăng. Không chịu thuế giá trị gia tăng thì nó chính là một trong những cái đối tượng không chịu thuế. Và hiện nay thì ngoài 26 nhóm hàng hóa dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng ra thì tất cả những cái hàng hóa dịch vụ thông thường mà hàng ngày chúng ta gặp đều là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng các bạn nhé. Rồi, tiếp theo là gì ạ? Đối tượng nộp thuế thì cô muốn các bạn là không bị nhầm lẫn giữa đối tượng nộp thuế và đối tượng chịu thuế. À, đối tượng nộp thuế này tức là những thể nhân và pháp nhân được nhà nước được công nhận về mặt pháp luật và nó có các cái hoạt động kinh doanh tài sản hoặc là thu nhập thuộc cái phạm vi điều tiết của thuế. Như vậy thì nhắc đến đây thì bạn nào thử trả lời xem như vậy thì thể nhân là gì ạ? Thể nhân là gì các bạn? Bữa nãy chúng ta cũng có khái niệm về thuế rồi. Thuế là những cái khoản mà các thể nhân và pháp nhân phải nộp cho nhà nước. Như vậy thì bạn nào cho cô biết thể nhân là gì? Các con người mà bị chi phối là sao ạ? Là bởi... Sao trả lời là bị được? Chúng ta ở đây cũng là những thể nhân mà. Dạ, là thông qua các giác quan, bởi các quy luật tự nhiên chi phối. À, rồi, cảm ơn Nhật Khanh. Còn bạn nào không ạ? Võ Ngọc Huyền này. Võ Ngọc Huyền. Không có này. Trần Thu Hoài. Em có ý giống bạn Nhật Khanh ạ. Giống Nhật Khanh hả? Rồi lại hỏi mà Trương Ngọc Bảo Hân. Trương Ngọc Bảo Hân là không có ở đây hả? Võ Lê Ngọc Quyền. Dạ em không biết cô. Không biết. Rồi hỏi một bạn nữa coi. Đây là bạn nam hay bạn nữ đây? Vũ Hoa Huy Cường hay Huy Cương à? Bạn nào? Huy Cường cô. Ừ rồi, Huy Cường trả lời. Theo em thì thể nhân là gì hả? Dạ. Là một cái chủ sở hữu, một cá nhân tách biệt với các thành viên khác trong một cái doanh nghiệp. Ừ. Có vẻ đều trả lời đều khó hiểu ha. Rồi cảm ơn bạn Huy Cường. Hầu như vậy thì các bạn chỉ hiểu đơn giản như thế này thôi. Thể nhân nó là một cái cá nhân mà nó đáp ứng đủ cái năng lực hành vi dân sự, tức là nó chịu trách nhiệm được trước những cái hoạt động của mình. Như vậy các bạn hình dung là diện đối với thuế thì là tiền, mà số tiền mà những thể nhân và pháp nhân phải nộp. Như vậy thì thể nhân phải là những cá nhân, nhưng người này phải đáp ứng đủ được cái năng lực hành vi dân sự của mình, tức là họ chịu trách nhiệm được với những cái việc gì những mình đã làm. Và theo luật dân sự của Việt Nam chúng ta thì quy định là thể nhân là từ độ tuổi bao nhiêu cả lớp? Bao nhiêu tuổi hả? Bao nhiêu tuổi ạ? Đúng rồi, bạn có bạn Phong Thanh là trả lời là 18 này. Như vậy thì theo quy định của luật của chúng ta thì những cá nhân mà có từ 18 tuổi trở lên là họ đã chịu trách nhiệm với những cái hành vi của mình làm rồi các bạn ha. Rồi, như vậy thì đối tượng nộp thuế là những thể nhân và những pháp nhân được nhà nước công nhận về mặt pháp luật. Còn pháp nhân thì sẽ là những cái tổ chức mà nó phải đáp ứng được là nó có sự tài sản riêng này, có con dấu riêng và nó có hoạt động và có được tham gia vào những cái hoạt động kinh tế. Và khi mà trước đây các bạn học trong môn luật kinh doanh, trước đây các bạn học ở trong môn luật kinh tế thì chúng ta có học đến là những cái doanh nghiệp nào thì sẽ có tư cách pháp nhân
thì người ta có nói đến là gì ạ? Doanh nghiệp tư nhân này, doanh nghiệp là có tư cách pháp nhân không ha? Người ta nói là doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân, còn lại thì những doanh nghiệp như là công ty trách nhiệm hữu hạn này, công ty cổ phần này, rồi công ty hợp danh là những cái đơn vị mà có cái tư cách pháp nhân. Và chỉ những cái đơn vị có tư cách pháp nhân thì khi liên quan đến những cái tranh chấp thì chúng ta mới giải quyết được. Còn giả sử như khi ký một cái hợp đồng mà một cái đơn vị mà nó không có cái tư cách pháp nhân ấy, thì chúng ta khi mà xảy ra kiện cáo, kiện tụng gì đấy thì chúng ta sẽ không giải quyết được. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đi về căn cứ tính thuế. Căn cứ tính thuế đây là một cái yêu cầu rất là quan trọng đối với một sắc thuế. Nó sẽ quy định là gì ạ? Có thể là số lượng này, số lượng hàng hóa dịch vụ này, đơn giá này, đơn vị này, hay là thu nhập là bao nhiêu. Ví dụ như giả sử là các bạn mua một các bạn là một công ty, các bạn bán một cái sản phẩm đó với đơn giá là 1 triệu, thuế giá trị gia tăng là 10% chẳng hạn, thì lúc này cái đơn giá nào để các bạn tính thuế thì nó được gọi là căn cứ tính thuế các bạn ha. Và cái phần này sẽ là cái phần nội dung quan trọng nhất của từng cái sắc thuế mà chúng ta sẽ học. Còn thuế suất thì là mức độ động viên của nhà nước. Thuế suất thì là mức độ động viên của nhà nước trên một cái đối tượng tính thuế. Ở đây tính luôn cho các bạn ra ha. Ví dụ như thế này, ông A mua một chiếc áo sơ mi với giá bán là 300.000 đồng, thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10%, thì lúc này 10% nó được gọi là thuế suất, tức là cái mức độ động viên của nhà nước trên một cái đối tượng tính thuế. Và giả sử như vậy thì trong trường hợp này tiền thuế mà ông A phải nộp, tức là ông A phải chịu cho cái áo sơ mi này, các bạn sẽ lấy cái giá là 300.000 đồng nhân với 10% các bạn ha, thì nó ra 30.000. Các bạn nhớ cho cô đó là gì ạ? Thuế suất thì nó sẽ có những cái hình thức sau đây. Thuế suất thì nó sẽ có hình thức đó là thuế suất theo giá trị và mức thuế suất tuyệt đối. Thuế suất theo giá trị và mức thuế suất tuyệt đối các bạn ha. Như vậy thì mức thuế suất tuyệt đối này, đây cô lấy ví dụ, mức thuế suất tuyệt đối, tức là nó sẽ không thay đổi. Mức thuế suất tuyệt đối này thì nó sẽ được quy định bằng một cái mức con số tuyệt đối và nó sẽ không thay đổi theo cái căn cứ tính thuế. Ví dụ giả sử như hiện nay một lít xăng có thuế bảo vệ môi trường là 4.000 đồng trên một lít. Như vậy thì bạn có mua, tức là cái mức thuế suất của nó không thay đổi, có mua 1 lít thì nó cũng là 4.000 trên một lít, có mua 10 lít thì nó cũng vẫn là 4.000 trên một lít các bạn ha. Còn thuế suất theo giá trị thì nó sẽ thay đổi theo cái căn cứ tính thuế. Nó sẽ thay đổi theo cái căn cứ tính thuế các bạn ha. Và như vậy thì chúng ta sẽ có, ví dụ như đây là biểu thuế lũy tiến từng phần, thì để các bạn hình dung được là cái mức thuế suất theo giá trị này nó sẽ thay đổi. Ví dụ như ở đây cô có gì ạ? Một cái biểu thuế lũy tiến từng phần. Bạn nào có biết là thuế nào thì sẽ áp dụng cái mức thuế suất này không ạ? Thuế nào ạ? Thuế nào hả? Quỳnh Như, thuế nào? Dạ, thuế thu nhập cá nhân ạ. Thuế thu nhập cá nhân thì nó sẽ áp dụng theo cái biểu thuế lũy tiến từng phần này ha. Ví dụ như vậy thì bây giờ các bạn nhìn thấy cái biểu này, biểu thuế này rõ chưa ạ? Các bạn nhìn rõ đây ha, đây là biểu thuế lũy tiến từng phần này. Tức là nếu mà thu nhập, đây là cô nhìn theo năm thôi, giả sử như là thu nhập một đến 60 triệu trên một năm thì mức thuế suất là bao nhiêu ạ? Là bao nhiêu đây các bạn? Là 5%. Rồi hay là thu nhập từ 60 đến 120 triệu trên một năm thì lúc này thuế suất là 10%. Tương tự như vậy, giả sử như trong trường hợp này, cô đưa ra cho các bạn một ví dụ ha. Như vậy trong trường hợp này cô đưa ra cho các bạn một ví dụ là này. Các bạn đọc ví dụ này thôi. Ông A là cá nhân cư trú tại Việt Nam, trong năm 2019 thì có thu nhập tính thuế là 200 triệu. Như vậy thì ông A phải nộp thuế là bao nhiêu ạ? Các bạn nhìn lại đây. Như vậy thì thu nhập của ông A nó sẽ, các bạn nhìn vào cái bảng 5 ha, là 200 triệu. Thì như vậy thuế ông A phải nộp là bao nhiêu ạ? Bạn nào trả lời được đáp án này ạ? K42 ạ. Tức là ông này có thu nhập trên một năm là 200 triệu. Thì lúc này nhìn vào cái biểu thuế này thì theo các bạn thì thuế ông ta phải nộp là bao nhiêu ạ? Dạ, theo em là 15%. Bạn nào ạ? Bạn nào vừa nói 15% ạ?
Dạ Ngô Thị Thanh. À, bạn Ngô Thị Thanh, à, bạn nói là 15%, tức là lúc này là bạn sẽ lấy 200 triệu nhân với bao nhiêu ạ? Thuế suất là 15%, nhưng mà mình phải số tiền là 200 triệu thì lúc này chúng ta sẽ phải lấy 200 triệu nhân với bao nhiêu? Nhân với bao nhiêu ạ? Ngô Thị Thanh. Dạ nhân với mười tám triệu. Em vừa nói không liên quan gì đến cái phần này. Cái phần này là người ta trên tháng, phần này là thu nhập theo một tháng. Như cô đang hỏi người ta, cô không tính gì đây. Một là tháng, một năm thì có 12 tháng thì nhân lên thôi. Ví dụ như một tháng là 5 triệu, còn đây năm thì người ta nhân 12 lên là 60 triệu. Nhưng ý cô đang hỏi thôi là giả sử như ông A này, một năm của ông ta có thu nhập là 200 triệu. Thì lúc này nhìn vào cái biểu thuế lũy tiến từng phần này thì theo các bạn, thuế thu nhập cá nhân mà ông A phải nộp là bao nhiêu ạ? Bạn Ngô Thị Thanh vừa nói là như vậy thì ông 200 triệu thì mức thuế suất của ông là 15%. Thì lúc này thuế ông phải nộp là bao nhiêu ạ? Dạ 30 triệu ạ. Tức là lấy 200 nhân với 15% đúng không? Dạ. Là bằng 30 triệu. Nhưng mà ở đây nó là biểu thuế lũy tiến từng phần. Có bạn nào trong K42 có ý kiến khác không ạ? K42 thôi nha, chứ cái này có 41 học rồi. Bữa sau cô phải để danh sách lớp bằng cái bảng Excel ra cho dễ gọi các bạn. Sao hôm nay xem cái màn hình bên cô nó lại không hiện đồng thời nhỉ? Huỳnh Ngọc Thảo Nhi có ở đó không? Huỳnh Ngọc Thảo Nhi. Lê Ngọc Phương Trinh là K41 đúng không? Nguyễn Huỳnh Nhật Quang. Nguyễn Huỳnh Nhật Quang ạ. Nguyễn Huỳnh Nhật Quang. Nguyễn Hữu Tiến 30 triệu, Dương Đức Minh 30 triệu ha. À rồi. Như vậy thì trong trường hợp này các bạn lưu ý cho các bạn. Các bạn trả lời sai thì cũng không sao, bởi vì các bạn chưa có học cái phần này. Các bạn nhìn lên đây ạ. Ông Nhật Khanh chú ý nha. Thu nhập ở đây cô đang nói muốn giới thiệu đến là biểu thuế lũy tiến từng phần, tức là nó sẽ từng phần tương ứng với từng phần tăng thêm, nó sẽ có những cái mức thuế suất khác nhau. Như vậy tại thời điểm 60% thì có thuế là 5%. Như vậy thì ông A này có thuế suất, ông A này có thu nhập là 200 triệu thì nó đang ở bậc thuế số 3 tương ứng với là 15%, nhưng trong 200 triệu này thì nó có 60 triệu trong đó. Rồi có khoảng từ 60 đến 120. Như vậy thì các bạn sẽ có những cái khoảng sau đây. Tiền thuế của ông A sẽ nằm ở bọc như thế này. Các bạn sẽ lấy 60 triệu đầu tiên trong 200 triệu đó nhân với 5%, cộng với 60 triệu tiếp theo nhân với 10%, và cộng với 200 triệu trừ đi 120 triệu nhân với 15% ạ. Đây, cô sẽ minh họa cái ví dụ này ra đây cho các bạn. Đó. Như vậy thì thuế thu nhập cá nhân ông A phải nộp, bởi vì đây là lũy tiến từng phần, tương ứng với mỗi phần tăng thêm thì nó sẽ có mức thuế suất khác nhau. Trong 200 triệu này thì có 60 đơn triệu đầu tiên, nó sẽ là 5%, và 60 triệu tiếp theo ở cái ngưỡng này sẽ là 10%, và tiếp theo là cái ngưỡng bậc số 3 lấy 200 triệu trừ đi 120 triệu này nhân với 15%. Như vậy thì trong trường hợp này thuế ông A phải nộp sẽ là 21 triệu. Tuy nhiên gần như các bạn trả lời là 30 triệu thì cô không có nói gì, bởi vì các bạn chưa học mà. Sau này chúng ta học đến thuế thu nhập cá nhân thì chúng ta phải lưu ý ở cái chỗ này các bạn nhé. Rồi thì đó là về cái hình thức thuế suất ạ. Về yếu tố miễn thuế giảm thuế thì các em hình dung cho cô như thế này. Thuế
một doanh nghiệp mà một doanh nghiệp này, một tổ chức mà có hoạt động sản xuất kinh doanh thì đến cuối kỳ kế toán họ phải có cái nghĩa vụ đó là nộp thuế đúng theo hạn quy định của luật. Nhưng trong những trường hợp sẽ có một số những cái ngoại lệ, chẳng hạn như là trong một số trường hợp mà doanh nghiệp, trong một số trường hợp thì doanh nghiệp sẽ được miễn thuế hoặc là giảm bớt nghĩa vụ của thuế. Tuy nhiên thì các em lưu ý cho cô đó là gì ạ? Đối với cái việc giảm thuế hay miễn thuế này thì không được quá 30% các bạn ha. Không được quá 30% số thuế mà doanh nghiệp đó được phải nộp. Tuy nhiên thì không phải là đơn giản là doanh nghiệp nào cũng sẽ có những cái thủ tục này dễ dàng đâu. Doanh nghiệp phải nộp hồ sơ lên này, và sẽ có những cái minh chứng rằng à trong kỳ này tôi gặp hỏa hoạn chẳng hạn, tức là khi cơ quan thuế xem xét kiểm tra rất là kỹ lưỡng những cái điều kiện đáp ứng đủ thì mới thực hiện được cái việc mà miễn thuế và giảm thuế. Thì đó là 7 cái yếu tố để cấu thành một cái sắc thuế mà các bạn phải nhớ được cho cô, đó là tên gọi này, đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, đối tượng nộp thuế, căn cứ tính thuế, đổi thuế suất và những cái giảm thuế, miễn thuế. Thì đó là những yếu tố cấu thành ra một luật thuế. Thực ra thì bởi vì các em không học môn quản lý thuế nên cô không giới thiệu cho các em đến cái việc đó là gì ạ? Kê khai thuế, đăng ký thuế, rồi hoàn thuế, khấu trừ thuế. Tuy nhiên những cái phần đấy thì cô sẽ lồng ghép vào trong từng chương cụ thể các bạn ha. Còn khái quát về hệ thống thuế Việt Nam thì hệ thống thuế Việt Nam của chúng ta thì cũng đã có từ rất lâu đời rồi. Và người ta được, nếu mà để mà tìm hiểu về hệ thống thuế Việt Nam này thì người ta được chia ra thành 3 giai đoạn. Thứ nhất đó là giai đoạn trước năm 1990, và giai đoạn thứ hai là từ năm 90 đến năm 95, và giai đoạn tiếp theo là từ năm 96 cho đến nay. Tuy nhiên thì cái phần này ở trong cái tài liệu giáo trình thuế 1 các bạn sẽ đọc ở phần phụ lục phía sau ấy, người ta sẽ có đầy đủ ha, cô sẽ không đi về cái phần này. Các bạn hình dung là gì ạ? Thuế nó sẽ luôn luôn thay đổi. Ở mỗi thời kỳ thì chính sách thuế nó sẽ khác nhau. Chẳng hạn như trước đây, từ cái thời kỳ mà bao cấp, nhà nước của chúng ta có rất nhiều những cái chính sách thuế. Thời kỳ pháp thuộc cũng có những cái chính sách thuế mà các bạn đã nghe thấy rồi, ví dụ như là thuế đinh, thuế điền, thuế thân. Rồi hoặc là cho đến nay dần dần thì cái chính sách thuế nó đã được cải thiện, nó đã được hoàn thiện để cho phù hợp với cái nhu cầu của xã hội. Thì nó sẽ luôn luôn thay đổi, và do đó ở mỗi thời kỳ thì những cái sắc thuế nó có thể là có những cái tên gọi khác nhau. Đây là một số đó, cái sắc thuế ở giai đoạn hiện tại này. Ví dụ như hiện nay chúng ta sẽ có những luật thuế sau đây. Luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật thuế thu nhập doanh nghiệp, tiêu thụ đặc biệt hay là thu nhập cá nhân, rồi bảo vệ môi trường, rồi lệ phí môn bài, luật thuế tài nguyên, rồi rất là nhiều các bạn ha. Đây là những cái sắc thuế mà nó đang phù hợp với chúng ta hiện nay. Và đặc bữa nào cũng sẽ giới thiệu cho các bạn nữa, đó là về một số những cái sắc thuế mà liên quan đến những cái tổ chức của nước ngoài khi mà kinh doanh tại Việt Nam. Rồi chúng ta sẽ đi vào cái nội dung đây ạ. Đó là khái quát về cái bộ máy quản lý thuế hiện hành ở Việt Nam. Từ đây trên sơ đồ mà các bạn đang nhìn, đây là một bộ máy quản lý thuế hiện hành ở Việt Nam. Đó là gì ạ? Chính phủ. Như vậy thì dưới chính phủ thì sẽ là các bộ và các cái ban ngành. Tuy nhiên thì chúng ta đang xét về cái bộ máy quản lý thu thuế thì chúng ta sẽ có bộ tài chính, và dưới bộ tài chính thì có các cơ quan chủ quản, đó là về các cục, các vụ, các viện và tổng cục thuế, tổng cục hải quan. Như vậy thì tổng cục hải quan và tổng cục thuế này sẽ ngang bằng với nhau. Tổng cục hải quan thì nó sẽ liên quan đến những cái công việc về hải quan như là xuất nhập hàng hóa các bạn ha, tức là tại cửa khẩu đó. Còn về tổng cục thuế thì chúng ta nhìn lên đây, dưới tổng cục thuế sẽ là cục thuế tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương. Như vậy thì dưới cục thuế lại là chi cục, dưới chi cục là các trạm đội xã thuế. Nhìn vào sơ đồ này thì cả lớp nhớ cho cô được là gì ạ? Cơ quan thuế sẽ chịu cái sự quản lý của cơ quan thuế cấp trên, và đồng thời nó sẽ chịu sự quản lý của Ủy ban Nhân dân cung cấp. Ví dụ như vậy ha. Giả sử như vậy, bây giờ cô lấy một ví dụ xem nào. Chi cục thuế Đà Lạt thì sẽ chịu sự quản lý của ai ạ? Chi cục thuế Đà Lạt thì sẽ chịu sự quản lý của ai các bạn? Chịu sự quản lý của Tổng cục thuế. Cục thuế tỉnh Lâm Đồng. Nhưng mà cô nhắc lại này, cơ quan thuế thì sẽ chịu sự quản lý của
cơ quan thuế cấp chịu sự quản lý song trùng tức là đồng thời đấy, của cơ quan thuế cấp trên và ủy ban nhân dân cung cấp. Như vậy thì chi cục thuế Đà Lạt nó sẽ chịu sự quản lý của ai ạ? Dạ, của ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt. Của các bạn phải hai bạn Nhật Khanh với cả bạn nữ sau này nói với hai người với đủ. Như vậy thì chi cục thuế Đà Lạt sẽ chịu sự quản lý của cục thuế tỉnh Lâm Đồng và ủy ban nhân dân gì ạ? Thành phố Đà Lạt. Như vậy ngược lại thì giờ cô thử nói là như vậy thì chi cục thuế ở quận Bình Thạnh thì sẽ chịu sự quản lý của ai ạ? Ví dụ như chi cục thuế quận Bình Thạnh ạ? Bình Thạnh ở dưới thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì sẽ chịu sự quản lý của ai ha? Nguyễn Thế Viên là ai? K42 hay 41? Rồi bạn Nguyễn Thế Viên cho cô biết. À, là chi cục thuế quận Bình Thạnh. Chi cục thuế quận Bình Thạnh sẽ chịu sự quản lý của gì ạ? Của cục thuế cấp trên của quận là gì? Các những cái bạn mà chat này là các bạn không có mic á? Chi cục thuế quận Bình Thạnh thì sẽ chịu sự quản lý của cục thuế thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn ha, sẽ của cục thuế thành phố Hồ Chí Minh. Đúng rồi, của cục thuế thành phố Hồ Chí Minh và ủy ban nhân dân thành phố các bạn ham. Bởi vì thế này này, đối với những thành phố trực thuộc thì nó sẽ thành những thành phố như là thành phố Hồ Chí Minh là nó thuộc về thành phố trực thuộc trung ương rồi. Tuy nhiên thì cô muốn các bạn nhớ đến một chút nữa, đó là gì ạ? Các bạn sẽ phải hình dung ra là như vậy thì chi cục thuế thì quản lý ai? Rồi cục thuế thì quản lý ai? Ví dụ như là trong tỉnh Lâm Đồng thì các bạn sẽ thắc mắc là như vậy thì chi cục thuế Đà Lạt quản lý ai và cục thuế tỉnh Lâm Đồng quản lý ai? Thì các bạn nhớ cho cô là đối với những doanh nghiệp mà có quy mô nhỏ, ít hoặc là những cái cơ sở kinh doanh tự do chưa thành lập doanh nghiệp thì họ sẽ chịu sự quản lý của chi cục thuế. Còn đối với những công ty mà có quy mô lớn, vốn đầu tư của họ, vốn điều lệ của họ là cao thì họ sẽ chịu sự quản lý trực tiếp của cục thuế ạ. Như vậy thì tôi chịu sự quản lý của chi cục thuế thì tôi sẽ có nghĩa vụ là nộp thuế cho chi cục. Còn tôi chịu sự quản lý của cục thuế thì tôi sẽ có nghĩa vụ là nộp thuế các bạn ha. Thì đó là khái quát về cái bộ máy thu thuế của Việt Nam. Như vậy thì trong cái chương ngày hôm nay cô muốn các bạn nhớ lại cho cô đó là gì ạ? Các bạn sẽ nắm được cho cô về cái khái niệm, đặc điểm, vai trò và bộ thuế. Và đồng thời các bạn sẽ phân biệt cho cô được là thuế gián thu và thuế trực thu các bạn nhé. Thuế gián thu và thuế trực thu. Mà các bạn phải phân biệt được hai cái này. Và đồng thời về so sánh cho cô cái sự khác nhau giữa thuế phí và lệ phí. Thuế phí và lệ phí. Và nắm được, nhớ được 7 cái yếu tố cấu thành nên một vật thuế để bữa sau chúng ta sẽ đi tìm hiểu vào cái chương tiếp theo. Như vậy thì buổi học ngày hôm nay của chúng ta đã kết thúc. Cô muốn nhắc lớp một chút đó là sau cái buổi học này chúng ta sẽ có một cái bài kiểm tra. Sau cái bài học này thì chúng ta sẽ có một cái bài kiểm tra trên Fmodo thì các bạn sẽ tham gia vào. Như vậy thì bây giờ muốn lấy ý kiến các bạn trước.
Trước tiên thì cũng xin lỗi các bạn vì cái buổi học đầu tiên này nó cũng hơi trục trặc ha. Tại vì lớp mình nó lại hơi đông nên cô đang muốn thử xem Zoom với cả Meet thì cái nào nó ổn hơn thì chúng ta sẽ dùng trên cái đó. Như vậy thì các bạn muốn làm bài kiểm tra trắc nghiệm trên Edmodo vào khoảng thời gian nào ạ? Tối hôm nay hay là ngày mai? Các bạn dạ tối hôm nay đi cô ạ. Dạ tối hôm nay ạ. Nhưng bạn khác thì sao? Tại vì bây giờ mình học xong, cô nãy cô post cái tài liệu lên đó cô, rồi mình đọc còn đọc lại cái tài liệu nữa để làm kiểm tra cho ok. Mai đi cô ơi. Tối nay. Các bạn mà tối nay là bạn nào đây? Em ạ. Tân ạ. Còn những bạn khác sao? Lớp đâu? Thử cho ý kiến lên cho cô chứ. Dạ mai cô ơi. Cô để thời hạn ngày mai cũng được mà. Cô ơi. Không phải để thời hạn ngày mai cũng được. Thôi bài kiểm tra này, cái bài kiểm tra hôm trước là bài kiểm tra mai thôi, mai để thời hạn. Không được. Mai đi cô. Bài kiểm tra chỉ có 12 phút thôi và tất cả cùng phải làm 1 giờ. Dạ mai đi cô. Ngày mai đi cô ơi. Cái bài kiểm tra hôm bữa đây này cho cả lớp xem, hôm bữa là để cho các bạn đọc cho làm cho vui thôi. Chứ cô để cho các bạn cả đáp án mà. Hôm nay nếu là chúng ta chỉ có 12 phút thôi nha. Nên bài hôm nọ những bạn nào làm đầu tiên thì với là những cái bạn mà làm khá là ổn nè. Còn những bạn sau thì làm có thời gian mà. Đâu ăn để cô xem bài test thử. Lớp này đông lắm, 142 sinh viên lận. Môn thuế không hề khó nhá. Môn thuế không hề khó đâu, đối với các bạn không hề khó. Nhưng mà chủ quan thì hỏi các anh chị đi học cải thiện. Đâu rồi? Ngày mai thì làm buổi tối mai được không? Hay là làm buổi chiều? Chiều đi cô. Dạ chiều đi cô. Chiều. Vậy thống nhất là buổi chiều nha. Dạ chiều mai nha cô. Vậy thống nhất là buổi chiều này. Dạ. Cô sẽ bắt đầu lúc mấy giờ? Bắt đầu lúc mấy giờ? Bởi vì cô chỉ có 12 phút cho các bạn thôi. Như vậy là ai sau cái thời gian đấy là các bạn sẽ không có tham gia được, là không có điểm đâu. Ở 3 giờ. Dạ 2-3 giờ gì đó cô. Chiều mai lớp tuyển học cô ơi. Lớp nào? Dạ lớp quản trị marketing. Quản trị marketing của lớp nào? Quản trị cơ bản của cô. À, chiều mai ngày mai học cơ. Thế thì tối mai sao? Vậy hơi tối kiểm tra đi cô. Tối nay luôn tối đi, nay cô ơi. Đi cô ơi. Tối mai. Tối mai 7 giờ đi cô. Tối nay luôn đi cô ơi. Này các bạn cứ mỗi người một ý, này là cô tự cho thời gian bây giờ ấy, chứ không hỏi nữa. Tại vì mình thực ra là do mình muốn các bạn cái buổi đầu tiên này các bạn có cái thời gian một xíu để các bạn coi bài á. Tại vì do cái buổi đầu tiên thì chúng ta cũng chưa có làm quen nó dễ dàng á. Dạ. Tối mai lúc 7:30 được không? Giờ này thì dịch cũng không có đi chơi đâu được hết ấy, nên Khừng có nói là đi ra ngoài. Dạ được cô, tối mai 7:30 đi cô. Dạ được cô. 7:30 đi cô. Bài kiểm tra chỉ có 12 phút thôi. Dạ ok cô. Rồi, như vậy thì ngày mai sẽ tất cả sẽ trên Edmodo nha. Còn những bạn nào mà chưa có tham dự được lớp Edmodo thì với điều kiện là phải đặt tên theo đúng một cái chuẩn đó. Thôi không thống nhất là 7:30 thì không có 8 giờ gì nữa nha. Chưa nghe được cả 100 người thì không có được đâu. Rồi còn các bạn có cần gì nữa không ạ? Vậy thì từ mai học Meet hay học Zoom? Dạ Meet ạ. Dạ học Meet đi cô. Ừ. Thực ra cô không thích dạy Meet lắm đâu, nhưng mà thôi lớp mình đông quá. Rồi vậy thì hôm nay chúng ta còn không thắc mắc